Hôm nay tôi xin giới thiệu với các anh chị về các xét nghiệm trong chẩn đoán sàng lọc và chẩn đoán trước sinh. Ở đây cụ thể luôn là xét nghiệm sinh hóa và di truyền trong chẩn đoán trước sinh. Cũng xin thưa với các anh chị là cái bài này tôi soạn mới lại vừa rồi, tôi cách đây hơn một tuần thì tôi mới dạy ở cái lớp siêu âm tim thai của thầy Lê Kim Tuyến ở bệnh viện tim và trung tâm chẩn đoán bệnh rồi bà Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đó, ở viện tim á. Thì cái này có một số cái thông tin mới bên cạnh những cái thông tin cũ mà tôi nghĩ rằng các anh chị đã nắm, thì cũng hy vọng ngày hôm nay cũng cung cấp thêm một số cái thông tin mới thú vị cho các anh chị. Tôi là trưởng khoa, tôi tên là Nguyễn Khắc Hân Hoang, trưởng khoa xét nghiệm di truyền y học, hiện là phó chủ tịch Hội Di truyền y học Việt Nam. Chúng ta sẽ nói về cái phòng ngừa dị tật bẩm sinh và di truyền. Thì hiện nay có nhiều cách để phòng ngừa dị tật bẩm sinh và di truyền. Các anh chị thấy màn hình đó, có thể là ở từ trước khi hai người lấy nhau, gọi là sàng lọc trước hôn nhân, chẩn đoán trước hôn nhân, hoặc là khi mà chuẩn bị thành cái phôi đó, chuẩn bị thành cái phôi làm thụ tinh trong ống nghiệm, thì chúng ta có thể chuẩn bị thành cái thai đó, thì có thể sinh thiết phôi, xét nghiệm phôi và cái giai đoạn trước sinh là trong bào thai và sau sinh còn gọi là sàng lọc sơ sinh. Chúng ta có nhiều cách để làm như vậy, và cái những cái quy trình mà tôi trình bày ở đây xin thưa với các anh chị, nó là được cái sự chính thức ở về về cái hướng dẫn thực hiện chuyên môn trong sàng lọc chẩn đoán điều trị trước sinh và sơ sinh, đã được ban hành theo cái quyết định của Bộ Y tế vào ngày 21 tháng 4 năm 2020. Mặc dù một số cái xét nghiệm trong trong bài này chúng ta nói nó chưa có trong danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, tuy nhiên những cái quy trình mà chúng ta nói là nó được hướng dẫn và cụ thể, các anh chị có thể xem ở trong cái quy trình 1807 này nhé. Những cái nào mà nó nằm ngoài cái quyết định này tôi sẽ nói trong cái bài giảng của tôi, mà nếu là nằm ngoài tôi sẽ nói để các anh chị hiểu rằng cái đấy là cái khuynh hướng chứ không phải là cái thực tại. Và nói về sàng lọc chẩn đoán trước sinh, đặc biệt là chẩn đoán di truyền á, thì chúng ta phải cảm ơn rất là nhiều với bác sĩ Francis Schuyler Collins, đó là cái người đàn ông trên cái hình này. Đây, bác sĩ Francis Collins đó, là người giám đốc, là giám đốc của dự án bộ gen người. Cái dự án bộ gen người nó hoàn thành, nó kết thúc vào năm 2003, tức như vậy là gần 20 năm rồi. Tuy nhiên, cái việc kết thúc dự án bộ gen người chỉ là một khởi đầu để chúng ta thấy rằng cái bộ gen người nó rất là phức tạp. Nó phức tạp ghê lắm. Phức tạp đến nỗi sau khi bác sĩ Francis Schuyler Collins là một nhà khoa học đã giải mã ra được cái bộ gen người đó, ông ta phải viết ra một cuốn sách mà ông ta nó, cuốn sách có tựa đề là Language of God, tức là ngôn ngữ của Chúa. Có các anh chị có thể tìm mua cuốn sách này ở ở các nhà sách ở Việt Nam bản dịch tiếng Việt, để nói rằng là có những thứ ngoài cái sự hiểu biết của con người mà ông ta cho đó là cái đó là của Chúa, tức là hết 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 biết nổi rồi. Để thấy rằng là bộ gen người mình đó, hiện nay có nhiều người nói về cái giải trình tự bộ gen, giải trình tự exome làm mấy nghìn gen, nhưng thực ra cái chúng ta làm được nhưng mà chúng ta hiểu được nó thì rất là hạn chế. Dĩ nhiên cái hiểu biết của con người, hiểu biết của y học và của khoa học thì càng ngày càng mở rộng. Tuy nhiên đến hiện giờ chúng ta còn cái hiểu biết của chúng ta còn rất là hạn chế, và chúng ta hy vọng rằng nó sẽ được nhanh chóng mở rộng. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu những cái điều cơ bản nhất của bộ gen người. Các anh chị nhìn trên màn hình này có thể thấy rằng á, đây là những người một gia đình như vậy. Thí dụ vậy là những con người thì ở trong loài người chúng ta có hai nơi chứa bộ gen, đó là nhân của tế bào và ti thể. Người ta còn gọi là bộ gen nhân và bộ gen ti thể, nuclear genome và mitochondrial genome. Tưởng tượng giống như là gen là những cuốn sách, và chúng ta cuốn sách đó chứa vào trong hai cái tủ. Cái tủ đó để trong một căn phòng đó là tế bào, cái tủ có hai cái tủ, một cái tủ lớn chứa những cuốn sách rất là lớn, đó là bộ gen nhân, và có một cái tủ nhỏ hơn và rất là nhiều tủ nhỏ, đó là cái ti thể. Tại sao nói có rất nhiều tủ nhỏ? Bởi vì trong một tế bào thì chỉ có một nhân tế bào, tuy nhiên có rất nhiều ti thể đó, trong những cái ti thể đó chứa những chứa chứa một số cái gì, bộ gen. Mà bộ gen chúng ta nó được được quy định, được mã hóa bằng các axit nucleic
Các anh chị chắc chắn là rất là rõ điều này. Và tuy nhiên mình có lưu một số cái việc mà cần lưu ý như sau. Các chuỗi đôi DNA axit nucleic chúng ta nó là chuỗi đôi. Mình nhìn mường tượng nó giống như một cái đường ray xe lửa. Các anh chị thấy ở cái đường ray xe lửa này nó là cái đơn giản nhất mà chúng ta được học. Nó hai cái bốn loại nucleotide bắt cặp tương hỗ với nhau, nối với nhau thành những cầu, nối với nhau bằng những cầu liên kết hydro, giống như một cái đường, hai cái đường ray xe lửa nối vào với nhau bằng những thanh giằng. Tuy nhiên đường ray xe lửa này rất dài, dài vô tận, dài đến 3,2 tỷ nucleotide. Tức là tương đương với có 3,2 tỷ cái thanh giằng như vậy. Và nếu mà nó dài quá thì nó sẽ lỏng lẻo và nó sẽ dễ bị rối, dễ bị đứt, cho nên các sợi DNA này phải tự xoắn với nhau. Xoắn rồi nó tự xoắn là nó tự quấn quanh những cái lỗi gọi là cái nucleosome. Cuối cùng nó co rút lại thành một cái gọi là nhiễm sắc thể. Như vậy chúng ta có hai cái khái niệm về gen, về di truyền. Một là DNA hay là gen, hai là nhiễm sắc thể. Nhiễm sắc thể là một cái sợi DNA dài, thiệt dài, quấn chặt với nhau, nó thành là một quấn luôn, cuộn bền chặt lại, rất còn ngắn gọn lại, gọi là nhiễm sắc thể. Bộ người gen người chúng ta, trong bộ gen nhân chúng ta có 24 nhiễm sắc thể. Các anh chị nghe lạ ha, 46 hay là 24? Dạ, 24 loại nhiễm sắc thể dạng thẳng. Người chúng ta nhiễm sắc thể dạng thẳng, có một số loài nó bị uốn cong lại thành dạng vòng. Chúng ta có 24 nhiễm sắc thể, từ số 1 đến số 22 là nhiễm sắc thể thường, và hai nhiễm sắc thể giới tính nữa là 24. Nhiễm sắc thể giới tính có hai loại là X và Y. Như vậy chúng ta có 24 loại nhiễm sắc thể và 46 chiếc nhiễm sắc thể. Các anh chị nhớ, chromosome chúng ta có 46 chiếc nhưng mà chia làm 24 loại. Ở ti thể chúng ta có một cái DNA dạng vòng. Các anh chị coi, có thể thấy con chuột ở đây tôi dạng vòng, tức là nó quấn thành giống như một cái cọng dây thun vậy đó, dạng vòng. Đây là bộ nhiễm sắc thể người. Bộ nhiễm sắc thể người còn gọi là karyotype. Bộ nhiễm sắc thể còn gọi là karyotype. Ở người chúng ta có 46 chiếc, mình phải nói là 46 chiếc, nó chia thành 23 cặp. Từ cặp số 1 đến cặp số 22 là 22 loại nhiễm sắc thể thường. Cặp số 23 gồm có hai loại là giới tính là X và Y. Đây là một bộ nhiễm sắc thể nam của cá thể nam, gồm có 46 X và Y. Đó, 46 chiếc. Chúng ta không được dư và cũng không được thiếu. Chúng ta không được nhiều hơn 46 và chúng ta cũng không được ít hơn 46. Dù ít hơn một đoạn ngắn, tức là 45 phẩy mấy cũng không được, hoặc là dư 46 phẩy mấy cũng không được, chúng ta phải tròn chỉnh 46. Nếu nữ là XX, nếu nam là XY, là theo quy định như vậy. Nhưng mà thật ra có những cái trường hợp bị đột biến, thí dụ như trường hợp 46 XY nhưng mà vẫn là nữ, đó là hội chứng Swire, là người nữ nhưng mà bộ nhiễm sắc thể là 46 XY. Cũng có trường hợp ngược lại là 46 XX nhưng mà lại là nam. Đó là trường hợp, những cái một số trường hợp đột biến chúng ta không không đề cập trong bài hôm nay. Cái nhiễm sắc thể dài nhất của cơ thể chúng ta là nhiễm sắc thể số 1, các anh chị ơi, có tới 260 triệu nucleotide, dài kinh khủng ha. Và cái nhiễm sắc thể ngắn nhất, mà cái nhiễm sắc thể hay gây rối nhất cho các bác sĩ sản khoa nếu mà tư vấn mà sàng lọc bị sót, đó là nhiễm sắc thể số 24, hay xin lỗi, 21, có 48 triệu nucleotide. Nhiễm sắc thể số 21 là nhiễm sắc thể ngắn nhất chứ không phải số 22 nha. Mặc dù nó lớn hơn số 22 nhưng mà nó lại nhỏ hơn. Rồi. Đây cái cửa sổ không thấy à? Như vậy con người mình á có bao nhiêu gen, ở bộ gen của người có bao nhiêu gen? Một cái công trình công bố vào 2018, vào tháng 8 năm 2018, cách đây tròn 2 năm, người ta hỏi có bao nhiêu gì, con người mình có bao nhiêu gen. Và các anh chị có thể xem cái bảng số liệu trên này. Nhưng mà cuối cùng cái áp sát mình có coi hai cái dòng chữ này nè. Sau 17 năm kể từ ngày năm 2003 phát hiện ra bộ gen đó, thì chúng ta vẫn chưa thể tìm hết tất cả các gen. Câu trả lời rằng bộ gen chúng ta phức tạp hơn bất cứ cái điều gì mà chúng ta có thể tưởng tượng ra được. Về bộ gen đó, chúng ta bộ gen
Câu trả lời rằng là bộ gen của chúng ta phức tạp hơn bất cứ cái điều gì mà chúng ta có thể tưởng tượng về bộ gen. Đây là cái số lượng gen của chúng ta, các anh chị coi. Nó khác, có một điểm điểm mà thú vị đó. Trước đến giờ kể cả tôi đi học về gen, về di truyền á, tôi học là phải gen thì phải quy định tổng hợp ra protein, ra axit amin. Thì cái mà chúng ta được học từ bé đến lớn á, là cái hàng đầu tiên, protein coding genes. Đó, thì khoảng 10, 19 đến 20.000 gen. Chỗ này cái cơ sở dữ liệu này 21.000 gen, nhưng mà nó chỉ khoảng 20.000 gen thôi. Nhưng gen nó còn có thể ở nhiều cái dạng khác nhau nữa. Tổng cộng chúng ta có khoảng 200.000 đến 300.000 gen, tùy theo cái cơ sở dữ liệu, tùy theo cái công trình nghiên cứu. Để thấy rằng qua cái việc này, để nói rằng các anh chị rằng là cái bài học chúng ta ngày hôm nay sẽ không nói phức tạp như vậy. Chúng ta thấy nó phức tạp, nhưng mà chúng ta chỉ có thể làm được việc, những cái việc đơn giản nhất, những cái việc mà chúng ta có thể hiểu rõ nhất thôi. Còn những việc mà nó cao siêu quá thì hãy để dành cho những nhà nghiên cứu, nó không không chưa có phù hợp ở trên lâm sàng. Đây là bộ nhiễm sắc thể nam, nhưng có bộ gen bị bộ nhiễm sắc thể, có nhiễm sắc thể số 21 bị thừa một chiếc, là ba chiếc, gọi là trisomy 21, là hội chứng Down. Như vậy chúng ta sẽ làm quen một số cái khái niệm. Tất cả các nhiễm sắc thể thường nó đứng theo thành cặp, thành cặp, thành cặp, nó là bình thường. Một cặp gọi là disomy, là hai nhiễm sắc thể. Chúng ta không được hơn hai mà cũng không được kém hai. Nếu mà hơn hai như trường hợp ở nhiễm sắc thể số 21 này, nó là ba đó, thì gọi là trisomy. Hãy ba nhiễm sắc thể gọi là trisomy. Nếu mà chỉ có một nhiễm sắc thể thì gọi là monosomy. Ví dụ như trong một cái trường hợp mà bị hội chứng Turner, đó là monosomy X, 45X, vân vân. Đây là cái bộ nhiễm sắc thể trisomy 21, cá thể nam, XY, và bị hội chứng Down. Chúng ta làm quen với một số cái thuật ngữ như vậy. Disomy là hai nhiễm sắc thể, trisomy là ba nhiễm sắc thể, monosomy là một nhiễm sắc thể. Các anh chị đừng nhầm với trisomy với tam thể. Rất là nhiều, rất rất nhiều các bác sĩ sản phụ khoa, bác sĩ siêu âm mình nhầm lẫn. Trisomy mình gọi là tam bội, chứ xin lỗi, là tam bội. Tam bội là 3N tới 69 nhiễm sắc thể, bộ số của 3. Tam bội là bộ số của 3, tức là 6, 3N là 69, không phải. Trisomy là 3 nhiễm sắc thể nha các anh chị. Chúng ta sẽ rất là hiểu nhiều, biết nhiều về cái hội chứng Down là trisomy 21, là người mà có 3 nhiễm sắc thể số 21 gây ra một cái hội chứng Down như thế này. Tại sao? Bởi vì đây là một cái bệnh thường gặp nhất. Đứa bé có thể sinh ra và lớn lên sống đến 50 tuổi, và chúng ta có nhiều cái cơ hội gặp gặp họ nhất. Ngay cả ở trong thực hành lâm sàng, các bác sĩ sản khoa và các bác sĩ sàng lọc, kể cả di truyền, chúng tôi cũng thường gặp những ca hội chứng Down, bởi vì thường xảy ra và bệnh nhân thường hay thắc mắc và phàn nàn nhất. Đó, bởi vì chúng ta thường hay bỏ sót nhất. Cái nguy hiểm ở chỗ là nhiễm sắc thể số 21 là nhiễm sắc thể ngắn nhất ở trong cơ thể, cho nên khi nó bất thường thì ở giai đoạn trước sinh chúng ta không thể phát hiện được bằng những cái phương tiện khám và chẩn đoán hình ảnh thông thường, mà chúng ta đôi khi phải dùng đến xét nghiệm gen và nhiễm sắc thể để chẩn đoán. Một số cái hình ảnh về cái đứa bé bị hội chứng Down. Hội chứng Down ở hình này các anh chị thấy rằng một đứa bé hội chứng Down có thể bị bệnh rất là nặng. Đây, như ở bên trái đây là một đứa bé bệnh hội chứng Down điển hình rất là đặc trưng, và những đứa trẻ này thường có chậm chậm phát triển tâm thần và thể chất rất là nặng nề, thậm chí là không có thể tự chăm sóc bản thân được, không tự ăn uống và chăm sóc vệ sinh bản thân được. Tuy nhiên cũng có những trường hợp nó nhẹ hơn, vẫn giống như cái hình ở bên phải chúng ta, kiểu hình Down nó nhẹ lắm, cũng là dư một nhiễm sắc thể, là ba nhiễm sắc thể số 21, nhưng là người có thể bệnh nặng, nhưng người có thể bệnh nhẹ hơn. Nhìn mặt cũng khó đoán người này là bị hội chứng Down. Như vậy hỏi là hội chứng Down nặng hay không, thì cái mức độ mà biểu hiện kiểu hình lâm sàng nó nặng nhẹ thì tùy theo cá thể. Tuy nhiên đa số thì là nó có biểu hiện không thể học hành được. Đối với sàng lọc trước sinh thì xin lưu ý là chúng ta nói về sàng lọc trước sinh thì chúng ta nghĩ đó là một quy trình bao gồm có thăm khám, siêu âm, xét nghiệm, thủ thuật chẩn đoán và chẩn đoán DNA, chẩn đoán gen.
Và cuối cùng một cái quan trọng bao trùm hết đó là tư vấn. Đó là một cái quy trình sàng lọc trước sinh, chứ nó không phải là một cái xét nghiệm. Xin nhấn mạnh lại như vậy, hôm nay chỉ báo cáo với các anh chị về các xét nghiệm trong sàng lọc chẩn đoán trước sinh, chứ nó không chỉ gồm có sàng lọc trước sinh, không chỉ là xét nghiệm. Bởi vì chúng ta thường quên mất là chúng ta làm xét nghiệm, quên mất cái phần tư vấn, hoặc là cái khả năng làm cái chẩn đoán là cái công cụ cuối cùng để chúng ta trả lời câu trả lời khẳng định cho bệnh nhân là bình thường hay bất thường, thì chúng ta quên mất cái đoạn này. Chúng ta có một số đồng nghiệp thì cho làm sàng lọc, làm đủ thứ hết, nhưng cái sàng lọc đó rút cuộc lại không có giúp ích gì cho việc là kết luận tốt hay không tốt, thì cái việc đấy nó cũng không có, thật sự là không có cần thiết. Đây là một cái quy trình sàng lọc trước sinh. Xin thưa là cái quy trình này là tôi bám sát theo cái quyết định của Bộ Y tế về cái quy trình sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, quyết định 1807 ở 11 đến 13 tuần 6 ngày. Trước đây nha, những cái ô vuông là những cái ô trước đây. Trước đây chúng ta sẽ cho làm combine test, tức nghĩa là cái double test kết hợp với lại cái độ mờ da gái để sàng lọc. Nếu có nguy cơ cao thì chúng ta sẽ cho sinh thiết gây nhau để chẩn đoán hội chứng đau. Vâng vâng. Ở đây xin có ghi thêm là cái cộng các xét nghiệm khác. Cộng các xét nghiệm khác hiện nay á, là chúng ta có thể xét nghiệm khác đó là có thể cho xét nghiệm khác đó là huyết đồ. Ở 11 đến 13 tuần 6 ngày khi bệnh thai phụ đến, chúng ta có thể cho làm xét nghiệm huyết đồ để sàng lọc bệnh lý thalassemia, và đó cũng là một cái bệnh lý chính thức và cái quy trình chính thức mà được Bộ Y tế hướng dẫn. Tôi sẽ trình bày vào một cái dịp khác, cái dịp tới đây, cái bài kế tới. Nếu như bệnh nhân đến muộn hơn thì chúng ta sẽ cho xét nghiệm triple test là từ 14 đến 20 tuần 6 ngày. Tuy nhiên, tốt nhất chúng ta cho nên cho sau 15 tuần, bởi vì trước từ 14 đến trước 15 tuần thì thường xét nghiệm nó không có chính xác đối với triple test. Nếu như thai có nguy cơ cao thì chúng ta sẽ tiến hành chọc ối để chẩn đoán xác định. Nếu như nguy cơ thấp thì chúng ta lại tiếp tục theo dõi khám thai, và từ 18 đến 22 tuần là thời điểm vàng để chúng ta siêu âm hình thái học, khảo sát các dị tật bẩm sinh. Và nếu như tốt hết thì chúng ta tiếp tục cái quy trình khám thai thông thường và kết thúc cái quy trình sàng lọc ở đó và chuyển qua quy trình khám thai thông thường cho đến khi sinh. Còn nếu như có bất thường, có dấu hiệu bất thường thì chúng ta thực hiện tư vấn chọc ối hoặc là lấy máu dây rốn để làm cái xét nghiệm chẩn đoán. Đó là cái quy trình trước đây. Hiện nay thì quyết định hướng dẫn mới của Bộ Y tế là bổ sung thêm cái xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn là NIPT, là có số anh chị gọi tắt là NIPT. Cái NIPT có thể thực hiện bổ sung cho các xét nghiệm sàng lọc trước sinh thường quy trước đây, đó là combine test hoặc là triple test. Đối với những trường hợp combine test hoặc là triple test là nguy cơ cao, chúng ta có thể làm NIPT để xem nó có thật sự nguy cơ cao hay không. Nếu nguy cơ cao thì chúng ta làm các thủ thuật chẩn đoán. Nếu nguy cơ thấp thì chúng ta tiếp thực hiện khám thai tiếp tục. Hoặc NIPT cũng có thể thực hiện trước khi thay thế cho các xét nghiệm sinh hóa khác. Đó. Tuy nhiên việc này nó cũng chưa có được khuyến khích bởi vì nó ảnh hưởng đến cái chi phí khám chữa bệnh. Bởi vì hiện nay các xét nghiệm NIPT giá chi phí nó vẫn còn cao, cũng tới vài triệu đồng một cái xét nghiệm. Đó là cái quy trình. Xin giới thiệu cho các anh chị một số cái lý do mà chúng ta phải làm, tại sao chúng ta lại phải làm sàng lọc đột biến nhiễm sắc thể. Trên hình là hình bên trái và có hình bên phải, hai cái hình gần giống như nhau, nhưng nhìn kỹ nó sẽ khác. Hình bên trái là cái hình một cái chu kỳ thụ thai bình thường. Cái hình màu xanh đó, ví dụ như là nam đó, anh xanh này lấy với cái chị màu đỏ đó, chị đỏ lấy anh xanh. Anh xanh tạo ra tinh trùng giảm đi một nhiễm sắc thể gọi là giảm phân, còn một loại phân nữa. Chị đỏ tạo ra trứng giảm phân, còn lại phân nữa. Tinh trùng của anh xanh phụ thai với lại trứng của chị đỏ, là thế hệ sau là đứa bé, nó vừa có gen của anh xanh, vừa có nhiễm sắc thể của anh xanh, vừa có
nhiễm sắc thể của chỉ đỏ và nó chỉ có hai cái gọi là disomy, trường hợp này là bình thường. Rất là may chúng ta mọi người, chắc chắn là trong mọi người trong lớp học của chúng ta ngày hôm nay là đều là kết quả của một hiện tượng bình thường này, chúng ta bình thường. Tuy nhiên ở tự nhiên thì đôi khi nó xảy ra cái đột biến gọi là đột biến nhiễm sắc thể. Ví dụ như trên truyền hình này là chỉ đỏ này sau khi tạo trứng thì trứng nó không giảm phân đi mà nó vẫn giữ nguyên hai chiếc, hình bên phải đó thì giữ nguyên hai chiếc. Cái trứng này lại được thụ thai tạo ra đứa bé có ba nhiễm sắc thể, ba nhiễm sắc thể gọi là trisomy, trong đó hai cái thừa kế từ chỉ đỏ và một cái thừa kế từ anh xanh. Như vậy là đứa bé này trisomy và thường gặp nhất là trisomy 21. Cách tại sao không có trisomy số 1, số 2, số 3, số 4? Có không? Sao không bao giờ nghe nói? Dạ thưa có. Những cái trisomy đó thường là xảy thai sớm, hoặc nếu có thường thì nó xảy ra ở khảm ở trong bánh nhau, tức là chỉ có nhau bị trisomy, còn cơ thể đứa bé bình thường. Và những trường hợp đó đó gọi là trisomy thể khảm ở nhau, và thường là đứa bé sẽ bị chậm tăng trưởng trong tử cung bởi vì bánh nhau nó bất thường. Cái trường hợp mà cha mẹ bình thường mà con bị trisomy đó là trường hợp do đột biến nhiễm sắc thể ngẫu nhiên, tức là cha mẹ không có mà con bị, hoặc là đột biến nhiễm sắc thể mới, vân vân. Có nhiều cách gọi đó, hầu hết nó là do quá trình tạo trứng, tạo giao tử cái hay là tạo trứng. Rất ít khi xảy ra trong quá trình tạo giao tử đực hay là tạo tinh trùng, do cái hiện tượng tự nhiên sinh học về quá trình từ tế bào mầm cho đến tạo ra tế bào tế bào trứng, tế bào noãn, nó có một quá thời gian quá lâu cho nên nó dễ dẫn đến bất thường. Như vậy có thể trả lời được câu hỏi với mấy bệnh nhân là tại sao tôi với chồng bình thường mà con tôi bất thường, là bởi vì nó có cái hiện tượng đột biến nhiễm sắc thể mới, đột biến nhiễm sắc thể ngẫu nhiên xảy ra trong quá trình thụ thai, đặc biệt là trong quá trình mà rụng trứng. Tuy nhiên cũng có những cái trường hợp đó là cha mẹ bình thường nhưng mà đẻ con ra lúc nào cũng bất thường. Dạ anh ơi, có một anh chị, một số anh chị nói chuyện lớn quá, có một số anh chị tắt micro giúp ạ. À, alo, có cái hey Siri, sit down. Dạ anh ơi, có một cái anh chị học viên nào đó mở. Có anh chị nào nó mở mic đó, nói chuyện cho nên bên này tôi ồn quá, không biết có anh chị có nghe không ạ? À? Có anh chị nào coi chuyện tắt mic, đồng thời có anh chị đang học tiếng Anh nữa. Dạ, mình học lúc hai bài con bộ cũng giỏi dữ. Khó à, học toàn môn khó. Dạ cảm ơn ạ, xin cảm ơn. Như ví dụ như trong trường hợp này các anh chị, anh xanh này vẫn bình thường. Tôi ví dụ đây là một cái trường hợp mà tôi lấy nữ là ví dụ thôi, chứ thực ra là nam cũng có thể bị như nữ nha các anh chị nha. Anh xanh này bình thường nhưng mà chị đỏ này nè có hai cái nhiễm sắc thể, nó bị bất thường, nó bị trao đổi đoạn hòa nhập tâm. Tiếng Anh thuật ngữ chuyên môn nó là Robertson translocation, đó là chuyển vị trí, và theo kiểu Robertson tiếng Việt mình gọi là chuyển đoạn hòa nhập tâm, là hai cái nhiễm sắc thể nó gắn cái tâm đầu với nhau và như vậy nó luôn luôn dính với nhau như thế này. Thì chị này là lúc nào cũng tạo ra cái trứng có hai nhiễm sắc thể, tức là có thừa một nhiễm sắc thể, và nếu mà thụ thai lúc nào co cũng ba nhiễm sắc thể. Ở trong cái hình này là ví dụ như đây là nhiễm sắc thể số 21, thì chị này lúc nào cũng có thai, nếu có thai á, lúc nào có thai cũng mang trisomy 21, tức là con chỉ nếu mà đẻ 10 đứa thì đứa nào cũng là trisomy 21, là hội chứng Down hết. Mình xem ở đây, đây là một cái trường hợp mà người phụ nữ này đó, ít ít là nữ nè, nhiễm sắc thể 21 gắn với nhau, và khả năng của chị sinh con á, bằng chứng của chị lúc nào cũng là hội chứng Down hết. Bằng cách này thì chúng ta đề nghị chị ấy là sinh
sinh trứng của người khác. Trong trường hợp mà là ông màu xanh này bị thì chúng ta sinh tinh trùng, đề nghị sinh tinh trùng của người khác. Bởi vì khả năng sinh con bị hội chứng Down là 100% mỗi lần mang thai. Nên anh chị lưu ý 100% mỗi lần mang thai, có nghĩa là mang thai chắc chắn là đẻ hội chứng Down nếu như người mẹ bị trao đổi đoạn hòa nhập tâm nhiễm sắc thể số 21 như thế này. Đây là một cái trường hợp mà hai em ruột bị hội chứng Down do nhiễm sắc thể số 21 không có phân ly. Đó, hai anh em ruột đều bị. Anh chị thấy không? Nếu mà đẻ đứa người thứ nhất bị thì người thứ hai đẻ cũng bị nữa. Rất là đau lòng nếu như trong gia đình mà toàn những người hội chứng Down như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ nói về các xét nghiệm sàng lọc và chẩn đoán trước sinh. Đó, bằng sinh hóa, chúng ta đã biết là cái xét nghiệm double test, xét nghiệm kết hợp với lại cái NT là cái độ mờ da gáy, mà chúng ta sẽ được học rất kỹ về cái việc này. Xét nghiệm double test thực hiện từ 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày, tương ứng với cái chiều dài đầu mông 45 đến 84 mm, là tương ứng với cái thời điểm mà chúng ta đo độ mờ da gáy luôn đấy. Double test gồm có BAP A và beta HCG tự do. Các anh chị nhớ có chữ tự do ở đây mới được. Ở giai đoạn double test thì chúng ta phải xét nghiệm beta HCG tự do. Mà kết hợp hai cái này thì chúng ta gọi là combine test, thì phát hiện được tới 90% các trường hợp hội chứng Down với tỷ lệ dương tính giả là 5%. Trong trường hợp mà chúng ta giai đoạn 3 tháng đầu mà bệnh nhân đến muộn quá, từ sau 14 tuần trở đi, thì chúng ta sẽ làm xét nghiệm triple test. Triple test gồm 3 chất UE3, AFB, beta HCG tự do hoặc là beta HCG total là tổng hợp, tổng số. Tương ứng với 14 tuần đến 20 tuần 6 ngày thì chúng ta làm xét nghiệm triple test. Chúng ta không làm trễ hơn 20 tuần 6 ngày bởi vì xét nghiệm nó không có giá trị, không có giá trị nữa. Và tỷ lệ phát hiện lúc này chỉ có 64%. Cho nên chúng ta sẽ cố gắng làm xét nghiệm sàng lọc sớm ở 3 tháng đầu để phát hiện được nhiều hơn các trường hợp bất thường. Một số cái nguy cơ ảnh hưởng của nó đến cái việc xét nghiệm này chúng ta như là hút thuốc, béo phì, nhẹ cân, tiểu đường, thụ tinh trong ống nghiệm, song thai, đặc biệt là nếu mà độ mờ da gáy mà nó lớn quá, nó trên 3 mm, 4 mm, 5 mm, thường thường á, nó làm tăng nguy cơ. Nhưng mà cái không chỉ có tăng nguy cơ những cái bất thường trisomy 18, trisomy 21 mà nó còn có thể là gây ra nhiều cái bất thường khác. Các anh chị thấy để ý, lưu ý ở đây là song thai, chúng ta đặc biệt chúng ta phải xác định là có bao nhiêu thai ở trong tử cung, bao nhiêu thai sống ở trong tử cung vào cái thời điểm chúng ta thực hiện xét nghiệm sàng lọc trước sinh. Đây một số cái ví dụ các anh chị xem đây. Ví dụ như một cái trường hợp này cân nặng 40 kg, làm ra xét nghiệm là có BAP A. Chúng ta sẽ xem cái chỉ số mâm này là 0,26, làm BAP A giảm rất thấp. Nguy cơ hội chứng Down là 1/226, là nguy cơ cao. Nhưng mà nếu chúng ta điều chỉnh lại cân nặng cho nó đúng với thực tế là 60 kg, thì lúc này BAP A nó không còn thấp nữa, nó chỉ còn giảm có 0,45, thì nguy cơ nó không có thấp, không có cao, nó giảm thấp rất là nhiều, nó còn gần 1/500, nó giảm cao. Như vậy là cân nặng nó ảnh hưởng đến cái tính nguy cơ. Chúng ta cần phải xác định rõ cái cân nặng vào thời điểm chúng ta làm xét nghiệm sàng lọc trước sinh. Đây chúng ta xem lại cái bảng hồi nãy chúng ta nói là vấn đề nhẹ cân hơn nặng cân có thể làm tăng nguy cơ, nhẹ cân làm tăng nguy cơ hội chứng Down. Thai 13 tuần 4 ngày, ở đây là một cái thai 13 tuần 4 ngày cũng có nguy cơ cao, 13 tuần 4 ngày. Ở thời điểm này xét nghiệm thấy là beta HCG tự do tăng 2,55 lần, tăng cao, cho nên là nguy cơ hội chứng Down nó là 1/87. Tuy nhiên nếu như xác định đúng cái tuổi thai nó là cũng cá nè, ca này, nhưng mà chỉ có 11 tuần 4 ngày, tức là ít hơn 2 tuần. Cũng cái ca đó, nhưng mà mình xác định lại tuổi thai cho đúng là 11 tuần 4 ngày thì beta HCG không có tăng cao như vậy, chỉ có 1,7 lần thôi và nguy cơ giảm xuống còn gần 1/400. Như vậy, tuổi thai nó ảnh hưởng
nó quyết định được cái nguy cơ sàng lọc. Chúng ta lý giải cho cái việc này, đây là một cái diễn tiến biến đổi nồng độ HCG và beta HCG tự do ở trong cơ thể của một người phụ nữ mang thai. Chúng ta thấy rằng beta HCG và beta HCG tự do sẽ tăng dần theo tuổi thai cho đến đạt đỉnh khoảng 9 tuần. Thai 9 tuần sau đó sẽ giảm dần và đạt về mức nền. Từ 21 tuần trở đi sẽ đạt mức nền, mức nền và không thay đổi nữa. Như vậy, ở một cái thai 13-14 tuần, nồng độ beta HCG tự do sẽ thấp hơn nhiều so với cái thai của 11 tuần, 12 tuần. Nó sẽ thấp hơn. Cho nên nếu như một cái thai 11, 12 tuần có nồng độ beta HCG tự do bình thường là ở cái vị trí này, nhưng mà chúng ta nói nhầm thành là lớn tuổi thai hơn, cho nên là so với lại cái tuổi thai lớn đó thì nó sẽ tăng, nó làm ảo, nó làm sai, làm cho nguy cơ giả tăng giả. Như vậy việc xác định chính xác tuổi thai là rất là quan trọng. Các anh chị có thể cung cấp chiều dài đầu mông hoặc một số cái thông số về siêu âm để phòng xét nghiệm xác định cho chính xác tuổi thai vào cái thời điểm lấy máu làm xét nghiệm. Đơn thai hay song thai cũng ảnh hưởng rất rất nhiều, không những rất nhiều mà rất là nghiêm trọng đến việc quyết định cái nguy cơ của thai. Ví dụ như đây là một trường hợp xác định là đơn thai, ra cái beta HCG tăng tới gần 5 lần, 4,96 lần, cho nên là nguy cơ rất là cao, 1/147. Sau đó xác định lại đó là do đánh nhầm, phòng xét nghiệm đánh nhầm đơn thai, song thai thành đơn thai, cho nên sửa lại thành song thai, nguy cơ nó giảm xuống còn 1/634. Nồng độ beta HCG của người phụ nữ này rất là cao, tuy nhiên nó phải được chia cho 2, bởi vì nó có 2 thai cho nên nguy cơ nó cũng giảm xuống gần hơn nữa. Như vậy chúng ta cần xác định chính xác số thai vào thời điểm xét nghiệm sàng lọc trước sinh. Tuy nhiên có một cái vấn đề chúng ta sẽ có nếu có thời gian chúng ta suy nghĩ và trao đổi thêm, đó là đối với trường hợp song thai vào cái thời điểm trước cái thời điểm mà chúng ta xét nghiệm nó là song thai sống, nhưng đến cái thời điểm chúng ta làm xét nghiệm thì một thai chết và một thai còn sống, tức là song thai mà một thai mất một thai còn á, thì có xét nghiệm được hay không thì chúng ta cần suy nghĩ thêm cái việc này. Đây là cái bản thay cho thấy rằng song thai làm ảnh hưởng đến nồng độ và làm ảnh hưởng đến nguy cơ. Nếu như đa thai, từ tam thai trở lên, ba thai trở lên, thì chúng ta không làm được các xét nghiệm sàng lọc trước sinh. Chúng ta chỉ có thể ở 3 tháng đầu chỉ có thể khảo sát độ mờ da gáy, khảo sát hình thái học của từng thai và tính ra nguy cơ cho từng thai. Còn xét nghiệm thì không làm được, cho dù là xét nghiệm sinh hóa hay là di truyền, chúng ta cũng không có làm được. Ngoại trừ chúng ta chọc ối thôi, chọc ối hoặc là lấy máu cuốn rốn của từng cái thai thì chúng ta làm mới chắc chắn. Đối với song thai sống thì chúng ta có thể làm được. Còn đối với song thai tiêu biến, một thai sống và một thai mất, thì đây là một cái trường hợp, đây là một trường hợp rất là khó khăn. Với trên thực tế lâm sàng thì thỉnh thoảng chúng ta cũng có gặp những cái trường hợp là bác sĩ chỉ định thì một cái thai 12 tuần 5 ngày đó, sống, rồi một thai đã mất vào lúc 11 tuần 3 ngày. Đó, coi như vậy là mất trước đó 9-10 ngày. Bây giờ 9-10 ngày sau chúng ta cho làm xét nghiệm. Thì như vậy có làm được hay không? Xin thưa cái trường hợp này rất là nhạy cảm. Bởi vì cái thai chết đó, cái nồng độ beta HCG và BAP A ở trong máu của thai phụ do cái thai chết này đóng góp đó, nó vẫn còn. Nhưng mà nó không còn ở mức độ bình thường nữa. Cho nên cái tỷ lệ tính cái nồng độ mà chia cho hai thai ở vào thời điểm này không còn phù hợp nữa. Như vậy thì cái xin thưa là đối với những trường hợp đó thì xét nghiệm không có giá trị, không có tin cậy. Chúng ta chỉ để tham khảo thôi, chúng ta cũng vẫn phải làm những cái biện pháp khác và tư vấn cho bệnh nhân. Nếu có nghi ngờ thì chỉ có cách là chúng ta chọc ối để xác định cho cái thai còn lại thôi. Chứ còn xét nghiệm sàng lọc không có tin cậy trong cái trường hợp này. Trong cái trường hợp song thai tiêu biến. Tuổi mẹ
tuổi mẹ cũng rất là quan trọng. Đây là một trường hợp nói tuổi mẹ cao, cần nguy cơ hội chứng đau rất là cao, bởi vì tuổi mẹ tới 47 tuổi, nguy cơ là 1/6. Bởi vì bà này sinh năm 72. Tuy nhiên nếu mà tính lại bà nhập là 94 á, năm 1994 bà có 25 tuổi thì nguy cơ của bà giảm rất là nhiều. Chúng ta lưu ý là tuổi mẹ rất là quan trọng, cho nên cũng cần hỏi chính xác tuổi mẹ, ngày tháng năm sinh của người mẹ. Bởi vì không có ngày tháng năm sinh thì không có tính được cái nguy cơ theo tuổi. Từ đó không có tính được nguy cơ chung. Đối với trường hợp mà người thai phụ á, chỉ có năm sinh mà không có biết được ngày tháng cụ thể thì thường phòng xét nghiệm phải lấy một cái ngày ở giữa năm, tức là 1/6 hoặc là 1/7 để tính nguy cơ cho bà ta. Như vậy, chúng ta xem lại cái quy trình sàng lọc chẩn đoán trước sinh hồi nãy chúng ta đã nói, thì những cái xét nghiệm sinh hóa mà chúng ta nói ở đây đó là xét nghiệm combined test làm ở 11 đến 13 tuần 6 ngày. Nên xin nhắc lại, nếu nguy cơ cao thì chúng ta có thể sinh thiết gây nhau hoặc là cho chẩn đoán hoặc cho làm NIPT để kiểm tra lại. Nếu như không có làm ở 11, 13 tuần 6 ngày mà bệnh nhân đến muộn hơn từ 14, 15 tuần đến 20 tuần 6 ngày thì chúng ta cho làm triple test. Trường hợp nguy cơ cao thì chúng ta cho chụp ối hoặc làm xét nghiệm NIPT để kiểm tra lại. Nếu như bình thường thì chúng ta cho đợi đến 18 đến 22 tuần để chúng ta siêu âm hình thái học. Nếu như trường hợp mà có bất thường trên hình thái học thì chúng ta sẽ ưu tiên chụp ối kiểm tra lại. Tuy nhiên hiện nay thì NIPT có thể được sử dụng thay thế cho các xét nghiệm combined test, triple test, hoặc là kiểm tra trong những trường hợp mà siêu âm hình thái học có những cái marker, tức là có những cái soft marker, những cái dấu chỉ gợi ý đó, thì chúng ta có thể cho kiểm tra lại bằng NIPT. Xin giới thiệu qua các anh chị về cái nguyên lý của xét nghiệm NIPT, tức là xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn. NIPT dựa vào việc sử dụng cái DNA tự do trong máu của mẹ hay là DNA ngoại bào, tiếng dùng thuật ngữ đó là cell-free DNA, DNA ngoại bào, DNA tự do. Cái DNA ngoại bào này thực ra thì người ta đã phát hiện ra từ năm 1948 là trong máu của chúng ta đó có rất là nhiều DNA mà nó không nằm ở trong bộ gen, không nằm trong cái nhân của tế bào, cũng không nằm trong cái ti thể mà nó tự do, nó thoát ra ngoài mà nó trôi lơ lửng ở trong huyết tương của con người. Đây là một cái công bố rất là cũ, từ năm 1948 lần đầu tiên người ta thấy được rằng acid nucleic nằm ở trong plasma của máu ở người. Thì đến ngày hôm nay thì đã có rất là nhiều cái ứng dụng sử dụng cái DNA ngoại bào hay là DNA tự do hay là còn gọi là cell-free DNA vào trong y khoa. Thì xin giới thiệu với các anh chị một số cái đặc điểm của DNA tự do này. Cái DNA tự do này nó ngắn, thường thường ở trong gen, bộ gen chúng ta hồi nãy nói đó, nó dài. Ví dụ như cái nhiễm sắc thể số 1 thì nó dài tới 240 triệu nucleotide, hoặc là ngắn nhất là nhiễm sắc thể số 21 là 48 triệu nucleotide. Tuy nhiên đối với lại những DNA tự do này nó chỉ trung bình với chỉ có 170 nucleotide thôi, 170 nucleotide, rất là ngắn. Nó do những cái DNA trong bộ gen hoặc là trong ti thể nó phân hủy, nó cắt ngắn ra mà nó phóng thích vào ở trong huyết tương. Nguồn gốc của những cái DNA tự do này, các anh chị có thể coi trên màn hình này, nó có thể do chế tiết secretion, tức là do hoạt động của bộ gen của tế bào nó tổng hợp và nó giải phóng vào trong máu, hoặc nó do hoại tử là do necrosis là hoại tử này. Đó, những cái tế bào nó bị chấn thương, bị tổn thương, nó chết và nó phóng thích ra ADN, những cái ADN này bị phân hủy thành những cái đoạn ngắn hơn gọi là DNA tự do, hoặc là nó chết theo lập trình, tức là apoptosis là nó tự chết tới cái giai đoạn đó, tế bào nó được lập trình, nó chết và nó cũng phóng thích ra những cái ADN tự do.
Tế bào này có thể là tế bào bình thường, cũng có thể là tế bào ung thư, vân vân. Có rất là nhiều loại tế bào và nó đều có thể tiết ra được cái DNA tự do. Và ngày nay người ta phát hiện ra cái cfDNA hay DNA ngoại bào hay DNA tự do đấy, nó có tồn tại trong rất là nhiều cái dịch thể, dịch của cơ thể, như là dịch não tủy, dịch tụy, nước tiểu, nước bọt, mồ hôi, nước mắt. Không chỉ có trong máu mà nó trong các dịch tiết nó cũng có. Và người ta thấy rằng á, nó tăng nhiều ở trong những cái trường hợp ung thư, tế bào ung thư hoạt động rất là mạnh, phóng thích rất là nhiều DNA tự do. Nó cũng có thể tăng nhiều ở trong những cái mô tổn thương mô tế bào, trường hợp chấn thương, những tế bào bị hoại tử vân vân. Ở những người mang thai, ở một số trường hợp người ta thấy nhịp tim tăng lên, cái nồng độ DNA tự do trong máu cũng tăng theo, nó diễn biến theo nhịp tim nữa các anh chị. Thực ra thì nhịp tim tăng có nghĩa là cái chuyển hóa cơ bản của người đó tăng, mà chuyển hóa cơ bản tăng thì tức là tế bào hoạt động tăng và nó phóng thích nhiều DNA tự do hơn. Đặc biệt là chúng ta lưu ý trường hợp mang thai, bởi vì những người mang thai này là bên cạnh là cái người đó tiết ra ADN tự do thì còn có thai tiết ra nữa, cho nên nó tăng. Và đó là cái mục đích chính tìm hiểu của chúng ta ngày hôm nay. Anh chị xem thêm đây là người ta quan sát được cái DNA tự do ở trong máu dưới kính hiển vi. Đây là hai cái này là hai cái histone, cái sợi DNA nó quấn quanh hai cái nhân protein histone này. Đây là một cái đơn vị DNA tự do. Và nếu mà phóng lớn ra hình bên trái là các anh chị thấy là một sợi dài, một cái dãy dài như thế này là DNA tự do rất là lý thú anh chị. Hiện nay người ta ứng dụng DNA tự do rất là nhiều trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như là ghép tạng nè, để đánh giá coi cái tạng nó mọc được hay không, trong ung thư để kiểm tra coi là ung thư điều trị hiệu quả hay không, hoặc là thậm chí là tầm soát coi là có hiện diện ung thư ở trong người không đó. Và đặc biệt là trong sản phụ khoa là có thể xét nghiệm trước sinh không xâm lấn, là mục đích chính của bài ngày hôm nay chúng ta nói. Và chúng ta một lát sẽ tìm hiểu thêm một cái xét nghiệm di truyền trước làm tổ không xâm lấn, rồi chúng ta có thể ứng dụng nhiều vậy á. Đây là một ví dụ về ghép tạng thôi, một trường hợp ghép tạng. Người này ghép trái tim. Ghép trái tim, nếu như mà cái trái tim này mọc thì cái DNA tự do nó sẽ tiết ở mức độ bình thường, ở mức độ không có dao động nhiều. Còn nếu như trái tim này bị thải loại thì trái tim nó chết, nó bị chết, nó hoại tử, nó sẽ phóng thích ra nhiều DNA. Vào cái thời điểm mà DNA bắt đầu tăng vọt lên, người ta xác định đó, trái tim bắt đầu bị thải ghép và người này, tiên lượng sống của người này còn được bao nhiêu ngày đó. Đó là một nghiên cứu rất hay. Người ta dùng để tầm soát, tức là để sàng lọc, rồi để chẩn đoán theo dõi ung thư. Chúng ta, đối với sản phụ khoa thì chúng ta sàng lọc trước sinh đi. Đối với ung thư, người ta sàng lọc phát hiện sớm ung thư. Đó. Xin bỏ qua cái này đi. Mình nói về sàng lọc và chẩn đoán trước sinh. Đối với sàng lọc và chẩn đoán trước sinh bằng DNA tự do thì cái DNA của thai ở trong cơ thể người mẹ lúc này nó có nguồn gốc từ, không phải từ phần cơ thể của thai mà là từ phần nhau của thai, từ bánh nhau của thai. Các bánh nhau của thai, các tế bào nhau của thai đó, từ tuần thứ 7 thì bắt đầu là nhau thai đã được thành lập và bắt đầu hoạt động sinh trưởng, sinh sôi, tăng sinh rất là nhiều, tức là các tế bào nó phải nhân đôi lên, nó chia đôi lên để phát triển về chức năng cũng như là về số lượng của tế bào nhau á, thì nó giải phóng ra rất là nhiều cái cfDNA, là cell free DNA, DNA tự do. Cho nên từ tuần thứ 7 bắt đầu nó tăng lên rất là nhanh và bắt đầu trong máu mình chúng ta có thể khảo sát thấy được DNA tự do của thai. Cho đến tuần thứ 10 thì cái nồng độ này nó tăng đủ nhiều và các phương pháp chẩn đoán hiện nay có thể phát hiện và chẩn đoán thai bằng DNA tự do của thai á, trong máu mẹ từ tuần thứ 10 với một cái độ chính xác rất là cao. Cách đây 8 năm là một cái bài báo của một cái chuyên gia người Mỹ, một giáo sư, nữ giáo sư người Mỹ,
một giáo sư, nữ giáo sư hàng đầu người Mỹ chuyên nghiên cứu về di truyền người, mà đặc biệt là NIPT năm 2012 á, cô này cổ đã đăng trên tạp chí Nature Medicine là tiên đoán là tương lai là future của chúng ta sẽ sử dụng sàng lọc trước sinh bằng cái cell giải trình tự cell-free DNA, tức là giải trình tự cái DNA tự do ở trong cơ thể của thai phụ. Đó là cái người ta nói vào tương lai vào năm 2012, thì đến nay thì việc này nó trở nên thường quy ở ở các nước phát triển. Ở nước ta thì bắt đầu việc sử dụng cái cfDNA, cái DNA tự do này cũng bắt đầu trở nên phổ biến. Muốn nói về cái DNA tự do thì chúng ta phải hiểu được cái ở trong về cái sàng lọc trước sinh không xâm lấn này, thì chúng ta hiểu được là trong cơ thể người mẹ cùng một lúc có hai loại DNA tự do. Chúng ta nhớ việc đấy, cùng một lúc trong cơ thể của người thai phụ á, có hai loại DNA tự do. Một cái là DNA tự do của mẹ, bản thân bà mẹ tiết ra, và một cái là DNA tự do của thai, do nhau thai tiết ra. Chúng ta xem cái hình ở dưới đây. Cái DNA tự do của mẹ thường thường chiếm tỷ lệ rất là nhiều, do cơ thể mẹ nó lớn, chiếm tỷ khối lớn, cho nên tiết ra nhiều DNA màu, chúng ta quy ước đây màu nâu. Cái ADN của thai chiếm tỷ khối nhỏ hơn, bởi vì cái thai nó nhỏ, mà chủ yếu là do nhau thai tiết ra thôi, nó chiếm tỷ lệ nhỏ. Và như vậy, thường thường một cái xét nghiệm DNA người ta thường xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn, người ta hỏi về cái fetal fraction, tức là tỷ lệ DNA của thai, thì được tính bằng cách là lấy cái số lượng DNA của thai là cfDNA của thai chia cho tổng số DNA tự do của thai và DNA tự do của mẹ cộng lại. Ví dụ trong trường hợp này mình minh họa đây là khoảng 20%. Thông thường thì các xét nghiệm sàng lọc và chẩn đoán trước sinh đó, không xâm lấn có cái fetal fraction quy ước là trên 40%. Trên 4% thì có thể là tin cậy được. Tuy nhiên, tùy theo cái phòng xét nghiệm, người ta có thể xác định cái ngưỡng này thấp hơn là khoảng 2-4%, tùy theo cái phòng xét nghiệm. Và người ta thấy rằng cái tỷ lệ DNA tự do của thai, hay gọi là fetal fraction, ở trong máu của mẹ càng tăng á, thì cái độ chính xác của xét nghiệm nó càng cao. Ở đây là một cái nghiên cứu cho thấy rằng cái tỷ lệ DNA của thai càng tăng thì cái tỷ lệ cái tính ra điểm nguy cơ nó càng cao. Nên những cái trường hợp bị bỏ sót là những cái chấm tròn ở đây do có fetal fraction nó thấp quá, nó bị bỏ sót. Có 4 trường hợp ở đây. Và một cái trường hợp nằm ngay cái đường ngưỡng này, nằm borderline, nằm đường giáp biên này. Cho nên việc mà thông thường đối với các những cái phòng xét nghiệm chuyên nghiệp mà làm NIPT là xét nghiệm trước sinh không xâm lấn, đối với những trường hợp fetal fraction đó, mà nó nằm ở mức ngưỡng hoặc là thấp hơn ngưỡng cho phép đó, các phòng xét nghiệm sẽ đề nghị bác sĩ lấy mẫu và làm kiểm tra lại. Fetal fraction thấp quá thì họ sẽ đề nghị lấy mẫu và làm kiểm tra lại miễn phí. Còn nếu như người ta nghĩ rằng, một số người chủ quan nghĩ rằng nó bình thường thì sẽ cho bình thường, có thể bị sót. Còn nếu mà cho nguy cơ cao thì có một số trường hợp bị tăng cái tỷ lệ dương tính giả lên. Bởi vì cũng có những trường hợp bình thường mà fetal fraction nó nằm ngay ngưỡng này. Ảnh hưởng đến fetal fraction có nhiều yếu tố lắm. Có thể là nhau, có thể là huyết tương do yếu tố của mẹ, có yếu tố nhau thai. Do yếu tố của thai bị ảnh hưởng, tuổi thai nó quyết định, đa thai cũng quyết định. Dạ. Còn, nói không, mẹ nghe đi. Dạ. Có thể là do người mẹ, là thí dụ như là người mẹ bị béo phì, body mass index là BMI quá lớn, thì fetal fraction này sẽ thấp, làm nó sẽ bị thấp. Một cái yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của cái xét nghiệm trước sinh không xâm lấn này, đó là số thai trong tử cung hay là có đa thai hay không. Cũng giống như xét nghiệm sàng lọc trước sinh mà sinh hóa, tức là double test và triple test đó, song thai nó quyết định đến, nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ chính xác của thai, độ chính xác của xét nghiệm trước sinh không xâm lấn cho thai. Đối với một cái trường hợp
một cái hình, cái hình minh này các anh chị thấy, nếu như ví dụ ở đây là hình minh họa thôi, đây là một thai thì thường số lượng DNA, bộ gen của thai, fetal fraction nó là như vậy. Nhưng mà song thai thì chúng ta lập tức chúng ta nghĩ nó sẽ gấp đôi, nhưng mà xin thưa nó không có gấp đôi mà nó chỉ gấp 1,6 lần thôi, tức là nó gấp 160% thôi. Chúng ta đếm đây, một thai thì 3, song thai thì chỉ có 2, 3, 4, 5, đó là có 1,6 lần thôi. Fetal fraction gộp cho cả hai thai chỉ 1,6 lần. Hay nói cách khác là nếu song thai thì fetal fraction cho từng thai nó bị giảm xuống, và như vậy cái độ chính xác nó cũng giảm xuống. Người ta đã nghiên theo cái công trình nghiên cứu trước đây công bố vào năm 2015 á, thì độ nhạy của NIPT nó giảm ở song thai đối với trisomy 21 là nó giảm đi 9%, trisomy 18 giảm đi 22%, trisomy 13 cũng giảm đi 22%. Nói tóm lại là cái NIPT nó giá trị cao nhất ở đơn thai. Đối với song thai thì dù là xét nghiệm NIPT hay double test hay triple test đều cái giá trị tỷ lệ phát hiện đều bị giảm đi. Đối với trường hợp song thai tiêu biến như trong hình này thì chúng ta không có thể thực hiện được, bởi vì cái thai chết đi nè, là cái thai mà bị tiêu đi và nó sẽ biến mất dần đó, nó sẽ tiết, nó sẽ bị hoại tử và nó phóng thích ra rất là nhiều DNA tự do ở cái thai hình mũi tên này, và cái DNA tự do đó nó chạy vào trong máu mẹ và nó chiếm ưu thế. Như vậy cái xét nghiệm trước sinh không xâm lấn của chúng ta ở vào cái thời điểm mà cái thai bị mất này, cái thai chết đi mà nó vẫn còn ở đó đó, thì thường sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong khi việc chúng ta cần là khảo sát cái thai sống nhưng kết quả thì nó lại đại diện cho cái thai chết, và như vậy chúng ta có thể bị đánh lừa và gây sai lầm ở trong cái kết luận. Đây là một trường hợp người ta thấy một cái ca lâm sàng có siêu âm hai thai hai nhau, một cái thai trisomy 14 chết lúc 8 đến 9 tuần 3 ngày, 8 9 tuần 3 ngày. Đó. Trong cái khoảng đó người ta không rõ là thời điểm chết. Cái thai còn lại là trisomy 21 sống. NIPT lúc 11 tuần 6 ngày, người ta thấy là kể cả trisomy 14 đều có nguy cơ cao, và trisomy 21 cũng có nguy cơ. Xin lỗi, trisomy 14 á, đó là G-code là 3, có nghĩa là ngay cái lằn ranh là cũng cao được mà thấp được cũng được, tức là nó ngay giáp ranh giới. Còn trisomy 21 rõ ràng đó là nguy cơ cao, bởi vì G-code nó cao lắm, 13, 18 nó trên 3. Đó. Như vậy thì cái câu hỏi á, thai mất bao lâu thì làm NIPT mới an toàn? Rõ ràng ở trong trường hợp này á, là trisomy 14 này á, người ta là của cái thai còn lại, mà trisomy 21 của cái thai sống. Trisomy 14 của thai chết, xin lỗi. Trisomy 21 của cái thai sống là mình không có thể kết luận được. Người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng á, nhau vẫn có thể giải phóng ra DNA tự do trên 8 tuần sau khi thai nó chết. Đó. Và nó gây dương tính giả, gây làm fetal fraction nó thay đổi. Đây là một cái nghiên cứu người ta tìm hiểu xem là cái thai chết bao nhiêu lâu mà làm NIPT nó vẫn còn bị ảnh hưởng. Như anh chị thấy là trên cái hình này là lúc mà gần 8 tuần thai nó đã chết, nhưng mà tới gần 16 tuần làm NIPT nó vẫn còn bị ảnh hưởng. Và hiện nay thì hỏi là bao nhiêu tuần, thai chết bao nhiêu lâu thì có thể làm NIPT được. Rồi xin thưa đó, tùy thuộc vào cái kích thước thai, cái khối lượng của thai vào thời điểm nó chết. Nếu như cái thai đó là 20 tuần thì chắc có lẽ đến hết thai kỳ cái thai đó vẫn còn, cái cơ thể thai đó vẫn còn. Tuy nhiên đối với cái thai 6-7 tuần lúc mà nó mới chết, nó chết lúc 6-7 tuần thì cái kích thước của thai rất là bé. Thì một số nơi, một cái số nghiên cứu thấy rằng cho đến 6-7 tuần thì sao? Nếu mà thai chết trước 8 tuần, thời điểm mà thai chết trước 8 tuần tuổi thai thì sau 16 tuần, 8 tuần sau đó thì có thể là không bị ảnh hưởng nữa, như trong cái nghiên cứu này. Như vậy, đa thai có xét nghiệm NIPT được hay không? Đối với đa thai mà song thai sống á, thì làm được. Song thai sống làm được. Tam thai không làm được. Song thai tiêu biến, một thai chết và một thai sống, không nên làm.
không nên làm, chỉ nên làm nếu như trường hợp đó thai song thai tiêu biến xảy ra rất là sớm, vào thời điểm thai chỉ có mới có 5, 6, 7 hoặc là trước 8 tuần, và chỉ có thể làm xét nghiệm NIPT 8 tuần sau khi thời điểm cái thai đã mất. Đối với những cái thai còn khi chết nó còn rất là nhỏ, vì vậy đây là giá trị xét nghiệm của NIPT. Cái điều đáng quan tâm đây đó là độ đặc hiệu nó rất là cao. Ở một cái trường hợp kết luận âm tính thì thường hầu như là chính xác gần như là 100% cái thai đó sẽ không bị, rồi chúng ta có thể sử dụng cái giá trị tiên đoán âm và cái độ đặc hiệu này để bổ sung cho những cái trường hợp mà xét nghiệm double test hoặc là triple test nguy cơ cao. Tất cả các thai phụ đều có thể sàng lọc trước sinh không xâm lấn được, đặc biệt là những cái trường hợp cái thai, trường hợp muộn con, thai điều trị IVF hoặc là thai có chẩn đoán trước sinh, chẩn đoán di truyền hoặc là sàng lọc di truyền trước làm tổ, hoặc là những trường hợp mà hạn chế chọc ối như là nhiễm HIV, nhau tiền đạo, bất đồng nhóm máu thì nên làm. Ngoài ra thì không có cái giới hạn nào, chỉ có một số cái chống chỉ định mà chúng ta đã cái đề cập, xin nhắc lại ở đây. Đó là trường hợp song thai tiêu biến, chúng ta không làm tam thai trở lên. Người đó đang bị bệnh ác tính là ung thư máu hoặc là những cái bệnh nguy hiểm đang đợt cấp, các bệnh mà đang phải điều trị truyền máu thì không làm được, bởi vì lúc này máu trong cơ thể người mẹ, cái DNA trong cơ thể người mẹ bị ảnh hưởng bởi yếu tố thứ ba, cho nên có thể sai. Thai phụ, tức là người vợ, người mẹ hoặc là người chồng bị khảm nhiễm sắc thể thì không nên làm, bởi vì kết quả sẽ không chính xác. Những trường hợp cẩn trọng, bởi vì có thể gây là ảnh hưởng đến độ chính xác của xét nghiệm, như là trường hợp béo phì, trường hợp điều trị ghép tạng, ví dụ ghép gan, ghép thận, ghép tủy v.v. thì những trường hợp này có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả xét nghiệm, chúng ta cần cẩn trọng khi tư vấn cho bệnh nhân. Một cái ví dụ về cái việc mà ghép tạng có thể ảnh hưởng đến cái độ chính xác của thai, đây một cái trường hợp được công bố trên tạp chí chẩn đoán trước sinh vào năm 2018. Trường hợp này người thai phụ được ghép gan, cái gan nhận đó là của một người nam giới, cho nên khi xét nghiệm NIPT thì thai xác định giới tính là nam, bởi vì trong kết quả là có nhiễm sắc thể Y, tiên đoán giới tính của thai là nam, tuy nhiên nó đẻ ra là nữ, là bởi vì cái giới tính nam đó là nhiễm sắc thể Y đó, là kết quả là cái cfDNA do gan ghép tiết ra, mà gan này là của một người nam giới, cho nên là ảnh hưởng làm sai lệch kết quả. Như vậy là cái thai đó là thai nữ nhưng mà xét nghiệm ra là thai nam, bởi vì là xét nghiệm nhiễm sắc thể Y của người gan được ghép. Xin giới thiệu với các anh chị một cái xét nghiệm cfDNA trong sàng lọc di truyền phôi trước làm tổ. Trên hình này là một cái dĩa nuôi cấy phôi ở trong khoa hiếm muộn. Các anh chị thấy đây là những cái tế bào phôi đó, được để trong một cái đĩa petri và được nhỏ lên những giọt môi trường nuôi cấy. Ở trong cái giọt môi trường này, phôi sẽ phát triển từ một tế bào phôi ban đầu sẽ phân chia thành 2, thành 4, thành 8, thành 16, 32, 100 mấy trăm, vân vân, thành thành cái phôi. Và trong quá trình phát triển đó, phôi tiết ra rất là nhiều cfDNA ở trong cái giọt môi trường này. Nhìn tiết diện ngang này, chúng ta thấy giọt môi trường này, cái phôi đây và đây giọt môi trường. Người ta có thể hút cái giọt môi trường này để làm xét nghiệm, để làm cái xét nghiệm gen nhiễm sắc thể cho cái phôi. Đây là một cái nghiên cứu gần đây cũng rất là hay, công bố năm 2018, rất là hay. Người ta lấy những cái phôi mà đã được hiến tặng để cho rồi sẽ hủy đi, không có dùng nữa đó, làm nghiên cứu. Người ta là hút cái giọt môi trường đó ra, người ta làm nghiên cứu đây. Đồng thời người ta sinh thiết cái phôi theo cách thông thường. Và đồng thời người ta lấy nguyên cái phôi này nè, người ta làm xét nghiệm luôn. Và kết quả so sánh với nhau thì kết quả rất là chính xác.
TE này là trophoestoderm, tức là kết quả sinh thiết phôi. Nó so sánh với cái NIBGS, có nghĩa là non-invasive pre-implantation genetic screening, sàng lọc di truyền phôi trước làm tổ không xâm lấn. Trước sinh gọi là NIPT, sàng lọc phôi gọi là NIBGS, và kết quả đều giống nhau là thừa cái nhiễm sắc thể số 10, thiếu cái nhiễm sắc thể số 11, thiếu nhiễm sắc thể số 20, các trường hợp này bất thường. Hoặc là kết quả đây nữa, TE là trophoestoderm, là sinh thiết phôi, sàng lọc phôi không xâm lấn, và WP có nghĩa là whole blastocyst, tức là nguyên cái phôi đó, đi xét nghiệm lấy nguyên cái phôi đó hủy ra để làm xét nghiệm, kết quả rất là giống nhau. Monosomy 16, trisomy 15. Như vậy tôi vừa giới thiệu cho các anh chị đó là những cái kỹ thuật xét nghiệm di truyền và sinh hóa trong sàng lọc trước sinh. Và cái quy trình chúng ta nó có thể thay đổi tùy theo cái điều kiện tại cơ sở chúng ta, mà chúng ta làm xét nghiệm sàng lọc bằng sinh hóa, hoặc là chúng ta làm xét nghiệm sàng lọc bằng trước sinh không xâm lấn bằng NIPT, tùy theo cái điều kiện hoặc cái quy trình cơ thể y tế của các anh chị. Tuy nhiên tất cả các trường hợp nếu như có nguy cơ cao hoặc có dị tật bẩm sinh thì chúng ta lại tiếp tục phải thực hiện một cái bước, đó là chẩn đoán xác định. Rồi xin giới thiệu với các anh chị các xét nghiệm và chẩn đoán trước sinh. Chẩn đoán đây là chúng ta xác định xem cái trường hợp này có thật sự bất thường này hay không, để tư vấn cho bệnh nhân giữ hay bỏ thai. Hiện nay thì cần phân biệt đó là chẩn đoán trước sinh này có hai cái loại. Một là chúng ta phải thực hiện thủ thuật, nên thường thường chúng ta hay nói chọc ối, thì chúng ta nghĩ đến cái việc chẩn đoán, nhưng mà không, chọc ối đó là một cái thủ thuật để lấy mẫu, mà chúng ta cần phải làm bước tiếp theo là xét nghiệm. Đó, thì thủ thuật chọc ối có thể thực hiện từ 16 tuần trở đi lên. Đó, hiện nay thì không có giới hạn trên, nhưng mà chúng ta nên làm sớm từ 16 đến 20 tuần để thai phụ có thời gian để có kịp thời có kết quả, và để thai phụ và gia đình có thời gian quyết định xử trí bỏ thai nếu như trong trường hợp thai bất thường. Đây là một trường, đây là kết quả nước ối, lấy nước ối sau khi chọc ối, nước ối đây. Và nước ối chúng ta lấy ra bình thường nó sẽ trong suốt như thế này. Ở cái tay là một trường hợp thai 20 tuần, kết quả nước ối rất là tốt, và sau khi ly tâm thì chúng ta thấy có một cái pellet, là cái cục cặn ối dưới đây này, là những cái tế bào trong nước ối, và chúng ta sẽ dùng cái tế bào này nè, bởi vì trong tế bào này nó có bộ gen, chúng ta sẽ lấy cái tế bào này để làm xét nghiệm. Đôi khi chúng ta ly tâm ra chúng ta thấy có vệt máu đỏ ở đây. Đó, như vậy là có lẫn máu, và rất là khó cho bác sĩ lâm sàng lẫn như là ở phòng xét nghiệm biết rằng là máu này là của thai hay là của mẹ. Bởi vì của thai, có thể là của thai do trong quá trình chúng ta chọc ối có thể thai nó va chạm vào kim và nó chảy máu, hoặc là cũng có thể là của mẹ, ví dụ trong trường hợp chúng ta chọc ối đi ngang qua bánh nhau và máu từ bánh nhau nó leak, nó rò rỉ vào buồng ối và chúng ta có máu ở đây. Vấn đề máu ở đây, cái màu đỏ này không quan trọng các anh chị, màu đỏ này là hồng cầu, không có quan trọng, bởi vì hồng cầu là không có mang bộ gen, hồng cầu là tế bào không có nhân và không có vật chất di truyền, cho nên chúng ta không lo lắng. Tuy nhiên đó là tín hiệu gợi ý rằng có thể lẫn cái tế bào bạch cầu của mẹ vào trong này, tức là tế bào máu mà có nguồn gốc là bạch cầu vào trong đây. Chỉ có bạch cầu thì mới có bộ gen, có nhân và có bộ gen, và chúng ta có thể bị nhầm lẫn về kết quả. Như vậy nhìn vào cái màu đỏ thì nè, nhiều hay ít mà chúng ta có thể nghi ngờ là có thể lẫn máu mẹ, lẫn cái bộ gen mẹ vô đây nhiều hay ít. Cái trong trường hợp lẫn cái tế bào máu mẹ nhiều như thế này, chúng ta không có thể nào tự tin khi mà làm xét nghiệm gen được, bởi vì có thể ra một kết quả là 46XX của mẹ mà chúng ta nghĩ rằng đó của con, là chúng ta hoàn toàn sai lầm. Trong cái trường hợp này chúng ta phải đành phải làm những một số cái kỹ thuật mất thời gian để loại bỏ cái nguy cơ là nhiễm tế bào máu mẹ vào trong cái kết quả đi.
Hiện nay có một số cái kỹ phương pháp xét nghiệm di truyền như ở trên màn hình này các anh chị, tôi sẽ giới thiệu qua các anh chị để các anh chị nắm. Thứ nhất là cái xét nghiệm karyotip, là cái xét nghiệm được xem như là cái cơ bản nhất. Karyotip có nghĩa là nhiễm sắc thể đồ hay là bộ nhiễm sắc thể, các anh chị nhớ karyotip. Nếu mà chúng ta viết chữ chữ K ở đây á, thì chữ B chữ E, sau chữ B này phải có chữ E, viết theo tiếng Anh karyotip. Còn nếu chúng ta viết theo tiếng Pháp là chữ C thì ở sau này lại không có chữ E, gọi nhiễm sắc thể đồ. Tế bào ối á, sau khi chọc ối á, sẽ cho vào cái bình như thế này, gọi là cái bình nuôi cấy. Đây là một cái phương pháp nuôi cấy cổ điển, kinh điển, nhưng mà là quy chuẩn nhất cho đến ngày hôm nay, là phương pháp chuẩn. Chúng ta bỏ tế bào ối vào đây. Cái tế bào ối nó sẽ trong cái môi trường này là môi trường huyết thanh B, hoặc là bò nhỏ đó, B, huyết thanh B. Trước đây chúng ta còn dùng huyết thanh của phôi, của thai bò, nhưng mà hiện nay là do là đạo đức sinh học đó, người ta không dùng huyết thanh của thai bò nữa, mà người ta dùng huyết thanh của B, tức là phải đợi con bò nó sinh ra là mới dùng cái huyết thanh của nó để làm cái môi trường nuôi cấy, trong đó có rất là nhiều dinh dưỡng, cho nên tế bào nó sẽ thuận lợi mọc. Nhưng mà tế bào mọc thì bên cạnh nó nấm và vi trùng á, nó cũng mọc theo, cho nên đôi khi cũng bị thất bại do cái bị nhiễm, ô nhiễm nấm vi trùng. Sau khi bỏ vào trong tế bào đó, tế bào nó sẽ bám vào đáy bình, các anh chị xem ở đây, sau 5 ngày nó sẽ mọc ra những cái 5 đến 7 ngày. Đây là những cái tế bào, các anh chị, nó thành những cái tế bào sợi. Tế bào trong cái dịch ối nó có nguồn gốc từ da, từ niêm mạc, từ màng ối, từ màng di rúng của em bé, từ niêm mạc đường tiêu hóa, đường tiểu của nó. Nó thải vào trong tế bào ối, trong dịch ối. Chúng ta ly tâm, ta bỏ vào đây nuôi cấy thì môi trường nuôi cấy nó sẽ phát triển thành những tế bào hình sợi này, tế bào sợi fibroblast. Nuôi cấy tiếp đến 10 ngày nó sẽ mọc như thế này. Nuôi nhiều nữa thì nó sẽ mọc dày đặc như thế này. Và hiện tượng dày đặc này là báo hiệu chúng ta phải ngưng nuôi cấy, chúng ta thu hoạch nó, xử lý nó, nếu không nó sẽ chết và chúng ta mất cái mẫu đó đi. Chúng ta trong quá trình nuôi cấy này thì chỉ có những cái tế bào từ biểu mô nó mới, tức là ngoại biểu mô nó mới sống được thôi. Những tế bào nguồn gốc từ meso, tức là từ trung mô, nó sẽ chết. Trong đó có tế bào bạch cầu, tế bào máu của mẹ đó, tế bào máu mà lẫn vô nó sẽ chết đi, nó không sống được thôi. Nó chết đi chúng ta sẽ loại nó ra. Như vậy nuôi cấy tế bào ối là một cái phương pháp giúp loại bỏ cái nguy cơ ngoại nhiễm tế bào của mẹ do quá trình chọc ối hoặc giá quá trình làm thủ thuật nó lẫn vào. Và như vậy sau khi thu hoạch thì chúng ta sẽ xử lý nó và để lên đây là một cái hệ thống lập bộ nhiễm sắc thể tự động, nuôi cấy và lập bộ nhiễm sắc thể tự động. Tức các lam này bỏ lên đây, cái máy này nó sẽ tự động, nó kính hiển vi này sẽ tự động nó ra, nó lấy tiêu cự và nó chụp hình, nó dò mà nó lấy tiêu cự, nó chụp hình ra. Như vậy hạn chế sự lao động, sức lao động của con người, làm tăng năng suất và cũng như giảm cái độ sự chủ quan của người đọc đi. Sau khi nó đọc, nó chụp hình vào cái phần mềm này thì sẽ ra như thế này, ra như cái bộ này nè, các anh chị xem cái này. Còn đây là cái hình mà kinh điển cách đây 15 năm về trước. Xin giới thiệu với anh chị, 15 năm về trước chúng tôi phải chụp hình bằng cái phim Kodak phóng đại ở 1000 lần và chụp bằng phim, sau đó đem ra Kodak Express rửa ra tấm ảnh. Đây là một tấm ảnh và cắt cái này và xếp thành cái bộ. Nhưng mà hiện nay thì không còn làm nữa, chúng ta làm trên phần mềm hết. Và đây là cái kết quả phân tích bằng phần mềm. Một cái trường hợp 47XY cộng 21 có nghĩa là dư một nhiễm sắc thể số 21. Đứa bé trai, là bây giờ XY, bé trai trisomy 21 đẻ ra sẽ có kiểu hình hội chứng Down. Đây một bé gái XX trisomy 13 đẻ ra nó sẽ hội chứng Pato. Trong bào thai siêu âm sẽ rất là nhiều cái dị tật bẩm sinh. Đặc biệt là chúng ta có thể thấy cái não thất duy nhất holorosencephaly
nó có cái vòi mặt rất là đặc trưng. Đây là một đứa bé, một cái thai nữ monosomy X, chỉ có một nhiễm sắc thể X cho nên gọi là monosomy X. Đẻ ra bé sẽ bị hội chứng Turner thấp lùn, dị tật tim, có chỉ số IQ giảm, không có khả năng sinh sản. Đây là trường hợp 47XXY hội chứng Klinefelter. Cái thai này mà sinh ra thì là sẽ không phát hiện ở trên lâm sàng được. Kiểu hình lâm sàng rất là khó phát hiện. Và hiện nay rất là nhiều cái trường hợp chỉ phát hiện ra hội chứng Klinefelter ở những người nam giới đã trưởng thành, có lập gia đình nhưng mà bị hiếm muộn, khi đi khám hiếm muộn, xét nghiệm máu ra mới thấy là 47XXY. Đó. Như trường hợp này như vậy là tinh hoàn nó teo nhỏ lại, nó bé và nó không có tinh sản xuất được tinh trùng cho nên là bị hiếm muộn. Đó. Trường hợp này thì thường phát hiện hiện nay thường phát hiện khi mà khám những cặp đôi hiếm muộn, và như vậy thì tư vấn cho họ sinh tinh trùng của một người nam khỏe mạnh. Đây là một cái trường hợp nữ 80, xin lỗi, một trường hợp nam 8 48 XXY thừa hai nhiễm sắc thể giới tính. Đây là một cá thể nam. Còn đây là một cá thể nữ có thừa rất là nhiều nhiễm sắc thể giới tính X, 49 XXXX, rất là phức tạp. Trong số có những cái bất thường nhiễm sắc thể thì bất thường nhiễm sắc thể giới tính là phức tạp nhất, bởi vì nhiễm sắc thể giới tính có thể thừa lên tới 5 chiếc, 6 chiếc nhiễm sắc thể giới tính mà vẫn còn sống. Đối với nhiễm sắc thể thường khác, thường thường là tới trisomy à, nếu mà thừa hơn 3 chiếc thì là cá thể nó không có tồn tại, nó sẽ bị loại bỏ, là nó bị sảy thai hoặc là dị tật bẩm sinh rất nặng nề và không có tồn tại được. Đây là trường hợp mà nhiễm sắc thể số 14 nó bị trao đổi đoạn, hòa nhập tâm nó ra qua gắn với nhiễm sắc thể số 13. Là trường hợp này mà mỗi lần mang thai như vậy, nguy cơ sinh con bị trisomy 13 là hội chứng Bato hoặc là trisomy 14 đến 50%. Ở đây là một cái người nam, một cái thai thai nam XY là thai nam, và cái bất thường này á nó thừa kế từ người cha cho nên ghi đây là pet pet tức là paternal, nó là thừa kế từ cha. Tuy nhiên trường hợp thai này là bình thường bởi vì tổng số 13 là 2 chiếc, tổng số 14 là một chiếc ở đây mà một chiếc ở đây là hai chiếc bình thường, tổng số nó bình thường cho nên trường hợp này sẽ là tư vấn dưỡng thai tiếp. Đây là một cái trường hợp thai nữ mà có nhiễm sắc thể số 9, cái đoạn quanh tâm nó đảo ngược, upside down, có đoạn quanh tâm thôi gọi là đảo đoạn. Kiểu hình sẽ có kiểu hình bình thường. Ưu điểm của cái xét nghiệm karyotype này, đến nay về mặt khảo sát nhiễm sắc thể thì các nhà khoa học và các bác sĩ về di truyền cũng đồng thuận đó là cái tiêu chuẩn vàng và cái xét nghiệm đầu tay để chúng ta có thể đánh giá về số lượng và cấu trúc đại thể của nhiễm sắc thể. Đó là tiêu chuẩn vàng, tức là không thể bỏ qua. Tuy nhiên thực tế thì thường thường lại không được, cái gì mà vàng thường hay cất kỹ nó ít được quan tâm. Có thể phát hiện được bất thường số lượng về khảm, về cấu trúc của nhiễm sắc thể ở mức độ lớn trên 4 triệu nucleotide trở lên. Các anh chị nhớ giùm, chỉ có thể phát hiện được bất thường cấu trúc ở cái mức độ đại thể là trên 4 triệu nucleotide. Bất thường mà dưới 4 triệu, tức là 1 triệu nucleotide, 2 triệu nó không phát hiện ra. Nó có thể loại bỏ được tế bào ngoại nhiễm từ mẹ. Đó, trong trường hợp mà chúng ta làm thủ thuật mà có lẫn tế bào của mẹ vào thì nuôi cấy karyotype mà có phương pháp là vô cùng ưu điểm để loại bỏ cái ngoại nhiễm này. Tuy nhiên nhược điểm đó là không phát hiện được những bất thường cấu trúc nhỏ hơn 4 triệu nucleotide. Đôi khi làm không có kết luận được kết quả vì hình ảnh nó không có rõ. Đó. Và nó có thể có một cái nguy cơ là cấy tế bào thất bại, và đến nay thì không có phòng thí nghiệm hay có phòng xét nghiệm nào dám để bảng lên là chúng tôi cấy 100% thành công. Tỷ lệ thất bại này thường thường nó chiếm khoảng 1 đến 2% bởi vì do đặc thù của tế bào, nó đôi khi một số cơ thể số tế bào nuôi cấy nó không mọc
thì không làm được xét nghiệm này. Đó là một cái nhược điểm mà không thể vượt qua được. Xin giới thiệu với các anh chị một cái phương pháp khác cũng rất là ưu điểm, là phương pháp ARA-CGH khảo sát được 24 nhiễm sắc thể. Tại sao 24 thì chúng ta đã nói ngay từ đầu bài, tức là nhiễm sắc thể thường từ số 1 đến số 22 và hai nhiễm sắc thể giới tính nữa là X và Y, cho nên là có 24 loại nhiễm sắc thể. Cái phương pháp hiện nay mà microarray là cái phương pháp đã được định hình và đã được thực hiện thường quy lâu đời ở trên thế giới. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta cũng mới triển khai được vài năm nay thôi, do cái hạn chế về mặt chi phí. Thì một cái array, tức là một cái mảng, thì nói nôm na như vậy thì trên nó thực hiện trên một cái tiêu bản hay một cái lam giống như thế này. Đó, một cái lam thế này có thể xét nghiệm được một mẫu cho đến 8 mẫu ối khác nhau, tùy vào cái mức độ chúng ta muốn khảo sát sâu đến chừng nào. Ví dụ như đây, một cái lam có thể khảo sát được 8 mẫu, mỗi ô này là một mẫu và xác định được 60.000 ca làm ngàn, 60.000 vị trí nhiễm sắc thể khác nhau. Đây là một cái kết quả xét nghiệm dịch ối bằng phương pháp ARA-CGH. Từ số 1 đến số 22, đây các anh chị thấy số 1, số 2, số 3 đến số 22 là XY, tức là khảo sát 24 loại nhiễm sắc thể. Thì tất cả đều bình thường, cho đến cái nhiễm sắc thể số 22 có một đoạn nó bị, có tín hiệu nó giảm rất là sâu, ký hiệu màu đỏ đây. Màu đỏ có nghĩa là loss, tức là mất tín hiệu. Màu xanh có nghĩa là gain, tức là thêm tín hiệu vào. Đây là mất tín hiệu ở nhiễm sắc thể số 22. Đó, người tương ứng cái phần mềm nó đọc ra được đó là vị trí 22Q11.21. Ở vị trí này của nhiễm sắc thể số 22 nếu bị mất đi thì sẽ gây ra hội chứng Detjord. Mình nói Detjord là Detjord syndrome. Cái cá thể này là XY, đứa bé, một cái thai nam bị đen, nó là deletion, là xóa đoạn 22 ở vị trí Q11.2, đẻ ra sẽ có kiểu hình hội chứng Detjord. Ở trong thai kỳ có thể siêu âm phát hiện được, nếu chúng ta có khả năng, đó là phát hiện được bất sản tuyến tận giáp, dị tật tim bẩm sinh, đặc biệt là tứ chứng Fallot, kênh nhĩ thất. Thì thường hay là do hội chứng Detjord này, tần suất ở các trường hợp mang thai là 1/4000, có nghĩa là 4000 cái thai thì có thể có một cái thai bị hội chứng Detjord này. Đứa bé sinh ra thì có thể bị nhiễm trùng do bất sản tuyến ức, cho nên nó dễ bị nhiễm trùng. Bất sản tuyến cận giáp cho nên có thể rối loạn canxi và phosphor, và đặc biệt là nó có dị tật tim bẩm sinh có thể phẫu thuật được. Nhưng có một cái dị tật không phát hiện, không thể chữa được, đó là nó chậm phát triển trí tuệ, nó không thể điều trị được. Đây là một cái trường hợp đứa bé khảo sát thấy nó bình thường hết, tuy nhiên ở nhiễm sắc thể số 7 có một vùng bị có màu đỏ, tín hiệu màu đỏ rớt xuống đây, gọi là deletion, nó là xóa đi một đoạn ở trên nhiễm sắc thể số 7 tương ứng với vị trí B22.1. Đứa bé này tiên lượng sinh ra sẽ bị hội chứng khóc tiếng mèo kêu, Reduchat Cat Cry, họ khóc tiếng mèo kêu, và đặc biệt là nó bị do mất rất là nhiều gen, cho nên bé là bị chậm phát triển trong bờ tử cung, đẻ ra nó cũng chậm phát triển tâm thần, trí tuệ và chậm phát triển thể chất. Và đứa bé này thường là mất sớm do nhiều cái dị tật bẩm sinh. Cái ưu điểm của xét nghiệm ARA-CGH là xét nghiệm rất là nhanh, khảo sát được số lượng nhiễm sắc thể của cả bộ, có thể khảo sát được cấu trúc về lập đoạn và xóa đoạn. Và đây là một cái phương pháp đến nay đã được thực hiện, đã được trải nghiệm trên 20 năm ở trên thế giới và đã được chuẩn hóa rồi, và chi phí nó hợp lý. Nhược điểm á, là đối với những cái trường hợp mà 3N, 4N, tức là tam bội, tứ bội, tức là 69 bội số của 2N đó, thì không có thể làm được. Và cái trường hợp thể khảm thì có thể nghi ngờ thôi, nhưng không xác định chính xác được là khảm bao nhiêu, không phát hiện được trao đổi đoạn cân bằng những nhiễm sắc thể. Và trường hợp mà nếu có ngoại nhiễm máu mẹ thì chịu, không có làm được.
Hiện nay thì không có cái kỹ thuật nào xét nghiệm toàn diện hết các anh chị. Các kỹ thuật xét nghiệm trước sinh đó, kể cả sàng lọc và chẩn đoán, nó không có toàn diện mà nó chỉ có thể bổ sung cho nhau. Cho nên đôi khi đối với một cái trường hợp, chúng ta cần phải làm nhiều cái phương pháp khác nhau để chẩn đoán cho bệnh nhân. Và cũng có những cái trường hợp mà chúng ta thấy bất thường trên lâm sàng, nhưng mà khi làm xét nghiệm á, chúng ta thấy nó bình thường, là bởi vì do giới hạn cái xét nghiệm, chúng ta chỉ khảo sát được những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng nó có thể xảy ra, và khi xét nghiệm nó không có thì chúng ta kết luận bình thường đối với những cái mục tiêu mà chúng ta đã khảo sát. Không có nghĩa là kết quả xét nghiệm bình thường có nghĩa là tất cả các gen nó bình thường, bởi vì các anh chị cũng biết rằng bộ gen vô cùng phức tạp và chúng ta cũng không thể nào làm được hết. Ngay cả mà hiện nay chúng ta nghe nói về giải trình tự bộ gen, tức là whole genome sequencing, tức là WGA, hoặc là giải trình tự các exon, hay là whole exome sequencing WES, hoặc là chúng ta giải 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000 gen, thì chúng ta chỉ khảo sát thôi, còn việc hiểu nó và lý giải nó ra thì vẫn còn là một cái thách thức rất là lớn. À, như vậy thì giờ nói nhiều quá, như vậy thì khi nào cần chỉ định cái xét nghiệm gì thì đây là một cái gợi ý, đây là cái gợi ý thôi. Các anh chị bác sĩ lâm sàng sẽ tùy theo vào cái hoàn cảnh mà chúng ta có thể chọn lựa, mà nếu như có khó khăn các anh chị có thể liên hệ đến chúng tôi ở khoa xét nghiệm di truyền học, chúng tôi rất là sẵn lòng để tư vấn với anh chị, bởi vì đây là một trường hợp, đây là một cái lĩnh vực mà rất là chuyên biệt các anh chị. Lĩnh vực di truyền là vừa hiếm và vừa khó, vừa hiếm nữa, thì cho nên là chúng tôi rất là vui nếu như được tư vấn hỗ trợ cho các anh chị trong việc mà đưa ra cái quyết định xét nghiệm cho bệnh nhân, bởi vì một cái xét nghiệm hiện nay rất là nhiều tiền, nếu chúng ta làm không đúng thì rất là tội nghiệp cho bệnh nhân và cũng rất là khó khăn cho chúng ta, nên chúng ta sẽ không tìm được cái nguyên nhân để lý giải cho bệnh nhân. Ví dụ như là đối với những trường hợp mà làm xét nghiệm sàng lọc mà có nguy cơ xét nghiệm sinh quá cao, ví dụ là double test có nguy cơ cao, chẳng hạn là triple test nguy cơ cao, hoặc là NIPT, chúng đây có NIPT cao, thí dụ NIPT là nguy cơ trisomy 21, hoặc là double test nguy cơ cao trisomy 21, thì chúng ta có thể chỉ định chọc ối làm những cái xét nghiệm đơn giản này là QFPCR. Chúng ta khảo sát trúng đích là rất là nhanh, hoặc là làm karyotip, hoặc làm FISH, cái nào cũng có. Ở khoa xét nghiệm di truyền y học của bệnh viện Từ Dũ có thể làm bất kỳ cái kỹ thuật nào ở trên cái bảng này. Đối với những trường hợp có độ mờ da gáy lớn, khoảng mờ gáy lớn, thì xin báo cáo với các anh chị là khoảng mờ gáy lớn không chỉ có liên quan đến hội chứng đau, các anh chị nhớ giùm, nó không chỉ liên quan đến hội chứng đau mà nó có thể liên quan đến rất rất nhiều cái bệnh lý di truyền bẩm sinh khác. Vì thế chúng ta nên cho làm cái microarray để khảo sát toàn bộ cái bộ nhiễm sắc thể nó. Xin hỏi, có người hỏi là có nên làm giải trình tự hết cái bộ gen đó hay không? Dạ không ạ, bởi vì chúng ta sẽ không hiểu được hết đâu. Hiện nay cũng giống như một cuốn sách vậy đó, chúng ta vô thư viện chúng ta mở một cuốn sách rất là dày ra, chúng ta có thể đọc được tựa nó, nhưng mà để hiểu hết cái bộ cái nội dung đó chúng ta mất rất nhiều thời gian. Hiện nay thì chúng ta chỉ biết được một số nội dung đó thôi. Đối với những trường hợp dị tật tim bẩm sinh đó, chúng ta có thể làm kỹ thuật microarray để khảo sát, bởi vì microarray có thể khảo sát được bất thường về nhiễm sắc thể và khảo sát được đặc biệt là nhiễm sắc thể số 22 gây ra hội chứng Detroit. Đối với những trường hợp có đa dị tật bẩm sinh trên siêu âm mà mình không rõ được là cái hội chứng, ví dụ như rõ ràng là mình nghĩ nó là trisomy 18, đối với những cái dị tật bẩm sinh đó thì chúng ta có thể cho làm karyotip hoặc là gì đó. Nhưng mà nếu như mình nhớ những cái dị tật bẩm sinh rời rạc và không có kết hợp được một cái hội chứng cụ thể thì chúng ta nên làm karyotip để khảo sát về cấu trúc nhiễm sắc thể nó, đồng thời cho làm microarray để khảo sát về cấu trúc vi thể của nhiễm sắc thể. Đối với những cái trường hợp đã có tiền sử bất thường nhiễm sắc thể mà đứt đoạn trên lớn á, phát hiện trên karyotip thì chúng ta có thể cho làm karyotip hoặc là microarray. Còn đối với những trường hợp mà mất đoạn nhỏ
thì chúng ta làm cho nên cho làm microarray để phát hiện đó. Đây là một số cái gợi ý cho các anh chị. Cái việc chọn lựa là do các anh chị quyết định, tuy nhiên nó còn phụ thuộc rất nhiều vào cái tình huống lâm sàng. Như vậy là chúng ta vừa giới thiệu qua các xét nghiệm trong sàng lọc và chẩn đoán trước sinh. Rất cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe. Nếu các anh chị có cái câu hỏi hoặc thắc mắc này, các anh chị có thể gửi email qua cái địa chỉ Dr. Hoang là bác sĩ Hoang a@gmail.com hoặc là gửi Zalo qua cái số này. Xin cảm ơn các anh chị. Tiếp theo là phần thảo luận, đặt câu hỏi. Xin mời các anh chị cái mạnh dạng trao đổi nếu có câu hỏi hoặc là có muốn thảo luận gì thêm. Xin mời. Alo. Dạ nghe. Dạ, vâng, em xin hỏi thầy 4 câu hỏi vậy ạ. Dạ. Thứ nhất là nếu mà mình làm double test rồi thì mình không cần làm triple test nữa đúng không ạ? Dạ không. Vậy tại có nhiều câu hỏi cho nên tôi trả lời ngay luôn cho nó đỡ xó. Dạ không ạ, mình chỉ cần làm một trong hai và nên làm sớm là làm double test. Dạ vâng. Cái con số 4% của cái tỷ lệ của cái fraction của cái tự do ADN tự do của fetal fraction. Dạ. Dạ. Dạ vâng, của thai với cả so với tỷ lệ của tổng thể cả mẹ và thai. Là ra là con số của máy, tùy đồng máy nó báo ra là kết quả là bao nhiêu, thì chứng tỏ cái điều đó chứng tỏ là mình có thể, cái máy có thể phát hiện được đâu là cái free, tức là cái ADN của con và đâu là cái ADN của mẹ đúng không? Dạ không. Là cái ngưỡng chấp nhận để tiếp tục phân tích kết quả tùy theo cái bộ kit của từng hãng mà người ta xác định. Tại vì cũng nói, xin nói ra ngoài tí xíu về mặt kỹ thuật chút để tôi giải thích cái lạc đề một tí. Tức là khi mà giải trình tự gen á thì nó còn phụ thuộc vào cái số đọc, cái độ sâu của giải trình tự. Tôi ví dụ một cái hình ảnh này để anh chị hiểu ha. Giống như mình sơn một bức tường đó, mình dùng con lăn để mình sơn bức tường, mình đẩy con lăn lần thứ nhất thì bức tường nó sẽ có bắt đầu nó dính sơn, nó nhạt nhạt. Thì giống như giải trình tự mình đọc qua một lần thì nó sẽ là lờ mờ như vậy thôi. Mình đọc lần thứ hai thì hình ảnh đẩy sơn lần thứ hai nó sẽ mịn hơn. Mà nếu mình đẩy càng nhiều á thì cái màu sơn của mình nó càng rõ. Thì giống như giải trình tự, cái số lần đọc đó, cái độ sâu của mình đọc trên một cái trình tự, nếu mà đọc nhiều lần trên cùng một trình tự thì tín hiệu nó sẽ rõ hơn và sẽ chính xác hơn. Thế cho nên á, cái độ sâu giải trình tự nó liên quan đến cái fetal fraction. Nếu độ sâu giải trình tự mình đủ cao á thì mình chỉ cần cái fetal fraction thấp, có một số kit nó chỉ cần 2.5% là có thể quyết định được, xác định được cái bất thường hay bình thường. Tuy nhiên thông thường á, người ta dùng từ 3.5-4% trở lên. Đó. Thì cái việc mà tỷ lệ bao nhiêu phần trăm đấy là do cái bộ kit và cái phòng xét nghiệm người ta xác lập đó thưa anh. Yeah. Em chưa hiểu ý thầy lắm. Thế nhưng mà ý của em là mình ra ví dụ cái bộ test thì mình đọc ra là 4% hoặc là 10%, thì tức là mình phải biết được cái lượng ADN tự do của thai trong là cái thành phần ra vâng trong thành, tức là mình xác định đâu là của con bao nhiêu và đâu là của mẹ hoặc là của toàn thể là bao nhiêu, thì mình ra được cái tỷ lệ là chia như nó ra được 10%. Dạ. Người ta có cách biết đâu là cái đó thì mình ra được cái tỷ số đó chứ ạ. Đúng ạ. Dạ, người ta có cách tính. Dạ, đúng. Dạ. Dạ vâng, thế em hỏi câu thứ ba đấy ạ. Vâng. Cái xét nghiệm để khi xét nghiệm nó ra là con trai, tức là ra bé trai hay bé gái á. Dạ. Thì có khi nào trường hợp nào mà ra được là nam mà thực tế lại là nữ, ngoài cái trường hợp mà thầy ví dụ là ghép tạng của một người khác giới ra. Dạ, có những trường hợp mình xét nghiệm là nam mà ra nữ. Đơn giản nhất là nó bị nhầm. Nhầm mẫu. Do quá trình lấy mẫu mình ở lâm sàng lấy mẫu máu xét nghiệm ghi sai, ghi nhầm người này qua người kia,
hoặc là ở phòng xét nghiệm làm nhầm người này qua người kia, cái đó là đơn giản mà thường thường khi xảy ra thì người ta hay nghĩ đến chuyện đấy nhất. Đó, hay nghĩ thôi chứ không phải là việc đấy luôn luôn đúng. Đó, đôi khi nó không giống như mình nghĩ đâu. Cái việc thứ hai á, cái việc thứ hai mà ít khi nào người ta nghĩ đến, ít khi nào mà người ta nghĩ đến lắm, hầu như rất là hiếm. Đó là hồi nãy tôi có ví dụ đó, trường hợp là 46 XY, mình xét nghiệm ra có X có Y, mình kết luận là trai nhưng mà nó vẫn là nữ, nó là con gái. Đó là hội chứng Squire đó, tức là do cái đột cái nhiễm sắc thể Y nó bị đột biến và nó không quy định được, không điều khiển được giới tính nam, cho nên người 46 XY nó là nữ. Hoặc ngược lại 46 XX, tức là có XX đáng lẽ phải là nam là nữ chứ, nhưng mà nó lại ra nam, là bởi vì ở trên nhiễm sắc thể X đó đó, nó bị nhiễm sắc thể Y chuyển qua nằm lên trên đấy, cho nên là xét nghiệm ra là thấy XX nhưng mà lại nam. Thường á, thì những cái trường hợp gọi là đảo ngược giới tính này, 46 XX là nam và 46 XY là nữ á, nó có nhưng mà lại ít có ai nghĩ đến, mà người ta thường người ta nghĩ đến cái chuyện nhầm trước đã. Nói tóm lại là có thế anh, xét nghiệm nam mà nó ra nữ, xét nghiệm nữ ra nam là có thế anh. Câu thứ tư, hỏi thêm câu cuối. Dạ. Cái di truyền mà sau sinh ấy, thì mình có thể tư vấn ở, ví dụ bệnh nhân mà phát hiện ra là cái có bất thường rồi mà bệnh nhân muốn giữ lại thai ấy, thì sau khi sinh ra ấy, thì mình có thể khám ở bệnh viện từ dũ hay là mình khám ở một nơi nào khác ạ? Dạ, nếu mà bất thường rồi, mình xét nghiệm ra bất thường rồi mà bệnh nhân sau sinh á, mà họ vẫn giữ để sinh á, thì sau sinh đó mình có anh có thể tư vấn họ đưa bé đến khoa di truyền để chúng tôi xem lại. Chúng tôi có thể phối hợp với khoa phục hồi chức năng á, để khám cho bé để xác định lại lần nữa, tại vì trong quá trình chẩn đoán thai nó có thể chưa thật sự là chính xác, dù sao thì nữa cũng phải kiểm tra lại sau sinh á, thì sau sinh kiểm tra lại để chẩn đoán và một lần nữa cho bé. Còn về việc điều trị mà theo dõi lâu dài á, thì sẽ phải là ở khoa, nó có thể liên quan đến rất là nhiều cái chuyên khoa. Thứ nhất là phải nghĩ đến là chuyên khoa nhi rồi, và tùy theo cái dị tật bẩm sinh đó nữa mà có thể liên quan nhiều cái chuyên khoa khác, ví dụ chuyên khoa tim mạch, chuyên khoa nội tiết, vân vân. Nhưng nói tóm lại là sau sanh nếu cần thì các anh chị có thể giới thiệu đưa cháu đến khoa xét nghiệm di truyền y học bệnh viện Từ Dũ, chúng tôi sẽ khám và kiểm tra lại. Dạ vâng, em cảm ơn thầy. Xin cảm ơn anh. Dạ, thầy cho em hỏi. Dạ, xin mời chị. Dạ, trong cái slide của thầy á, có một cái thì cái sơ đồ thì thầy để làm cái phô test là từ 14 đến 20 tuần. Đúng. Nhưng mà có một cái slide khác thì thầy lại nói là làm chính xác là từ 15 đến 15 tuần. Dạ, đúng. Thì trên lâm sàng là tụi em vẫn đang làm là từ 14, thì không biết là cái nào cái chính xác như này. Dạ. 14 đến 20 tuần 6 ngày. Đó là theo quy định. Dạ, đúng theo quy định. Đúng theo quy định. Nhưng mà lý do gì lại tôi có lúc ghi 15 tôi không nhầm đâu. Mà là vậy. Cái triple test á, chúng ta làm ba chất gọi là triple. Đó là HCG, AFB và UE3. Đó là ba chất. Thì đặc biệt là cái chất AFB ở tuần thứ trước tuần thứ 14 á, thì AFB nó chưa được sản xuất, chưa được gan thai sản xuất ra. Mà nếu chúng ta từ tuần 14 trở về trước chúng ta xét nghiệm á, thì chủ yếu là AFB là mình thấy nó nằm ở mức nền á, là do mẹ sản xuất ra thôi. Từ tuần thứ 14 trở về sau, gan thai mới bắt đầu tham gia vào quá trình hoạt động. Tại vì lúc này gan thai mới được thành lập và nó bắt đầu sản xuất ra alpha fetoprotein, là viết tắt của AFB đó, thì bắt đầu AFB do thai tiết ra bắt đầu vào cơ thể mẹ bắt đầu mới tăng. Như vậy nếu như trong tuần thứ 14 mình làm thì nó hơi sớm, nồng độ AFB chưa thật sự tăng đó. Cho nên đó là nó không có tối ưu như là chúng ta làm từ 15 tuần trở đi, đặc biệt là từ 15 tuần đến 18 tuần là tối ưu nhất. Đó. Tuy nhiên theo quy trình thì chúng ta làm từ 14 tuần đến 20 tuần 6 ngày là không sai và điều vẫn đúng à.
Và có một điểm nữa là như vậy câu trả lời của tôi sẽ giải đáp được cho các anh chị biết là sao. Trước 14 tuần chúng ta không làm triple test nha. Trước 14 tuần chúng ta không làm triple test bởi vì AFP chưa có. Xin mời câu thứ hai. Nếu mình làm bác sĩ thiện sản, mình tham vấn họ song thai có một thai chết, thì sẽ tham vấn cái kết quả sàng lọc như thế nào để cho nó được chính xác nhất vậy thầy? Là bản thân kết quả nó không chính xác rồi thì mình không có tham vấn mà nó chính, mình không tư vấn. Mình sẽ dùng có khái niệm nha, mình dùng tư vấn. Tư vấn tức là mình nói cho bệnh nhân nghe, còn tham vấn là người dân đi hỏi mình. Người ta, khi người ta không biết gì người ta hỏi mình thì gọi là tham vấn, và còn cái người trả lời sẽ gọi là người tư vấn. Hai cái này mình hay bị mix up và mình hay lộn. Thật ra thì mình sẽ tư vấn cho bệnh nhân hiểu được cái hạn chế, cái giá trị hạn chế của xét nghiệm sàng lọc. Chúng ta vẫn làm xét nghiệm sàng lọc thôi, nhưng mà mình sẽ giải thích cho bệnh nhân biết rằng cái xét nghiệm mình nó không được tối ưu giống như là một cái trường hợp đơn thai sống. Nha chị ha. Câu tiếp theo nữa là theo như em biết thì NIPT hiện tại vẫn là một cái xét nghiệm sàng lọc thôi chứ không phải là chẩn đoán tiền sản. Dạ. Thì trong cái sơ đồ của thầy em thấy là thầy ghi là làm double rồi triple thì ở phía dưới. Lúc mà thầy giảng là thầy nói là có thể làm thêm cái NIPT, tức là nếu mà double hoặc triple ra kết quả nguy cơ cao thì mình làm tiếp NIPT nữa. Dạ. Dạ. Mình không có chẩn đoán. Nếu mà kết quả NIPT ra bình thường thì mình cũng không có trả lời được với bệnh nhân rằng chắc chắn đứa trẻ này mình. À, hiểu rồi. Tại sao người ta đã có nguy cơ cao? Câu hỏi thì tôi hiểu rồi. Tại sao người ta có nguy cơ cao mà mình lại đi cho làm NIPT, mà ra NIPT thì câu trả lời cũng đâu có chắc chắn là người ta sẽ bình thường, đúng không chị? Đúng không? Dạ đúng vậy. Dạ, tôi hiểu rồi. Để tôi sẽ, chị đợi tôi một chút. Tôi sẽ chuyển đến đây để mình dễ theo dõi hơn. Tôi chuyển hai cái slide này gần nhau để theo dõi hơn. Đây, cái slide chị hỏi là nó nằm ở đây, đúng không? Thí dụ như nguy cơ cao thì mình đi sinh thiết gây nhau, hoặc là nguy cơ cao triple test mình chọc ối xong mình lại NIPT nữa. Thì chúng ta có thể sử dụng NIPT như là một biện pháp bổ sung, sàng lọc bổ sung cho combine test. Lý do là như vậy. Đối với combine test á, thì cái tỷ lệ phát hiện nó mặc dù nó được 90%, nhưng bên cạnh đó cái tỷ lệ dương tính giả nó tới 5%, và cái giá trị tiên đoán dương á, cho đến nay á, những cái nghiên cứu mới mà tốt nhất á, chúng cho thấy là giá trị tiên đoán dương á, nó khoảng 4%, 5% thôi, khoảng 5%. Có nghĩa là khi mình nói là cái trường hợp đó là nguy cơ cao, combine test đó, nguy cơ cao hay double test nguy cơ cao á, thì hàng trăm người nguy cơ cao á, chọc ối ra có 5 người bệnh thôi. 95 người còn lại bình thường. Yeah. Như vậy là có tỷ lệ dương tính giả nó khá cao á, và cái giá trị tương đối dương nó thấp. Tuy nhiên NIPT nó ngược lại. NIPT nó có giá trị tiên đoán dương cũng rất là cao. Khi mà nó nói nó dương tính, đặc biệt là đối với trisomy 21 nguy cơ cao á, thì nó là đúng giá trị tiên đoán dương nó có thể trên 95%, có nghĩa là 100 trường hợp mà kết luận dương tính á, thì 95 trường hợp là đúng rồi, chỉ có 5 trường hợp là bị dương tính sai thôi, dương tính giả thôi. Và đặc biệt có cái này, giá trị tiên đoán âm nó rất cao. Giá trị tiên đoán âm nó tới 99,99%. Có nghĩa là khi kết luận á, là NIPT xét nghiệm ra nói là nguy cơ trisomy 21 thấp, thì tiên đoán âm của nó, mình câu trả lời, câu kết luận của mình nó đúng được tới 99,99%, gần như tuyệt đối là cái thai đó nó không có bị trisomy 21. Chính vì vậy mình dùng cái NIPT bổ sung cho những cái trường hợp
mà combine test hay là triple test nguy cơ cao. Nếu như nó nguy cơ cao mình làm NIPT mà kết quả NIPT nó dương tính thì gần như chắc chắn là cái trường hợp đó đó là sẽ bị trisomy. Ngược lại, nếu NIPT nó âm tính thì bởi vì giá trị tiên đoán âm của NIPT nó rất cao á, thì gần như cái ca đó là bị dương tính, combine test là dương tính giả. Mình tư vấn cho bệnh nhân khám thai tiếp thôi mà không cần phải làm các thủ thuật chẩn đoán xâm lấn. Ví dụ như trong cái hình này, cái này là theo cái nghiên cứu này nó cũ là 2015, nhưng gần đây thì có số liệu nó khác. Chúng ta coi cái độ đặc hiệu ở đây, nếu mà ra cái nó có khả năng phát hiện ra những ca âm tính, nếu như âm tính á thì thật sự cái âm tính thì nó phát hiện gần như là toàn bộ. Như vậy mình dùng cái giá trị tiên đoán âm ở đây, nó từ đây xin lỗi là tôi không có cái cột giá trị tiên đoán âm, nó NPV ở đây, giá trị tiên đoán âm của nó 99.9%, có nghĩa là nếu mà ca kia mà nó dương tính, mình làm lại một nãy là 100 trường hợp double test dương tính, chỉ có 5 trường hợp dương tính thiệt thôi, 95% dương tính giả, thì mình dùng cái xét nghiệm NIPT này xét nghiệm lại, nếu như nó là âm tính thì như vậy nó thuộc về cái nhóm 95% là dương tính giả đó. Không biết là tôi giải thích vậy có dễ hiểu không? Tôi cảm thấy tôi cũng hơi giải thích lòng vòng chút, nhưng mà không biết anh chị có rõ không ạ? Dạ, em hiểu được cái giá trị của cái xét nghiệm NIPT rồi thầy, nhưng mà trong cái dự thảo em tham gia cái dự thảo về sàng lọc và chẩn đoán trước sinh thì NIPT vẫn là một xét nghiệm sàng lọc. Nó sàng lọc thôi chị. Nó sàng lọc là ở chỗ đúng này thì các bác sĩ có tranh cãi với nhau về cái việc mà mình cho làm. Dạ đúng rồi. Đi nè, nó sàng lọc nè. Nó sàng lọc ở chỗ này nè. Chị nhìn lên trên cái hình này đi. Ha. Thí dụ như trong cái hình này nè, cái bảng này là chị thấy không? Trisomy 21, cái BBV ở cái lứa tuổi là 40 tuổi đó là 87% theo cái công bố này đó chị. Thấy không? Đó, thì nó là 87% là đúng, vậy vẫn có sai số 13 ca. Tức có nghĩa là nếu mà NIPT kết luận ra là dương tính á, theo cái công bố kết quả, theo cái công bố nghiên cứu này đó, 100 ca dương tính là trisomy thì đúng được tới 87 ca lần đó. Chỉ có 13 ca là dương tính sai thôi. Nhưng một số nghiên cứu khác nó thậm chí nó còn cho số hơn nữa, là dạ dương tính đúng đó 99-95% thì chỉ có 5% dương tính sai. Vì chính vì cái dương tính sai cho nên nó không được xem là xét nghiệm chẩn đoán. Rồi bởi vì vẫn có cơ, nếu mình dựa vào đó mình bỏ thai thì mình phải bỏ thai sai hết 5 ca rồi. Và như vậy nó không có những cái trường điều trị quá tay có thể không ảnh hưởng, nhưng mà đối trường hợp bỏ thai sai thì nó đúng là ảnh hưởng. Cho nên xét nghiệm này hiện nay trên thế giới người ta vẫn xem là xét nghiệm sàng lọc, và nó được gọi là NIPS. Hiện nay mọi người đều gọi là NIPS, chỉ Việt Nam mình gọi NIPT, có nghĩa là non invasive prenatal screening, sàng lọc trước sinh không xâm lấn này. Nhưng mà giá trị nó vẫn là sàng lọc là đúng, là chính xác đó chị. Nếu là ở cơ sở tuyến tỉnh như tụi em ấy, thì tụi em làm double, triple, mà nếu bất thường tụi em có điều kiện làm NIPT là mình vẫn làm NIPT, nếu bất thường nữa thì mới ói hoặc là sinh thiết hay nhau hết này. Đúng rồi. À, nếu như thí dụ như double test, triple test nguy cơ cao, nó là bất thường đi ha, thì mình làm NIPT nữa. Nếu NIPT nguy cơ thấp hay bình thường thì mình khám thai tiếp. Nếu nguy cơ cao thì chúng ta đề nghị là chọc ối, không sinh thiết gây nhau nha chị nha. À, không sinh thiết gây nhau. Lý do là hơn 16 tuần rồi. Dạ không, cho dù chị làm sớm 11 tuần chị làm đi nữa, cái 12 tuần chị ra kết quả double test đó là nguy cơ cao, chị làm NIPT cái 13 tuần nó ra kết quả NIPT nguy cơ cao nữa, thì vẫn còn thời gian chọc sinh thiết gây nhau. Nhưng chúng ta không nên
không nên, không cấm, không chống chỉ định nhưng mà không nên sinh thiết gây nhau. Có một lý do. Bởi vì nguồn gốc mà xét nghiệm NIPT của chúng ta là từ gây nhau. Từ bánh nhau. Mà nhau thì nó có nguy cơ bị khảm. À, thực ra NIPT bị dương tính giả hoặc âm tính giả một phần đó là do cái tình trạng khảm ở bánh nhau. Đó, đó. Bây giờ chúng ta lại đi sinh thiết gây nhau, đó là chúng ta chỉ khẳng định kết quả NIPT chứ chúng ta không khẳng định tình trạng của thai. Thế nên là chúng ta nên đợi đến 16 tuần chúng ta sẽ chọc ối, chúng ta làm chẩn đoán, bởi vì nước ối là tế bào có từ cơ thể của thai. Đó. Thành ra là dùng để khẳng định tình trạng của thai chứ không phải khẳng định tình trạng xét nghiệm NIPT. Nói tóm lại là không nên khẳng định cái NIPT bằng cái sinh thiết gây nhau. Dạ. Thầy muốn hỏi ạ. Dạ. Khi mà một bệnh nhân có tiền sử mà bị sẩy thai liên tiếp nhiều lần thì bọn em có cho chỉ định làm cái cario tiếp của hai vợ chồng nhé. Thì là cái bộ nhiễm sắc thể trả về thỉnh thoảng nó có trả lời cái bộ nhiễm sắc thể là có cái tính đa của dị nhiễm sắc trên nhiễm sắc thể, nhưng mà nó lại không chỉ của nhiễm sắc thể đấy ạ. Thì những cái đấy thì mình tư vấn cho bệnh nhân thì là mình sẽ tư vấn là theo kiểu là những nhiễm sắc thể đấy thì nó vẫn ở trong cái trạng thái bình thường và nó có cái nguy cơ gì đó của cái việc là nó gây nên cái tình trạng khó thụ thai hay là làm cho cái phôi thai nó có thể bị chết sớm không ạ? Cái chị nói là cái kết quả nhiễm sắc thể thường thường đôi khi á là nó vâng. Đôi khi là ghi là có QH cộng phải không, hoặc BH cộng, tức là dùng cái vùng mà cái vùng heterozygous cái vùng đó đó, không phải heterozygous hetero, cái vùng đó dị màu á. Vâng, đúng vậy ạ, những kiểu như thế đó. Nó dài hơn bình thường. Dài hơn hoặc, bình thường một chút ạ. Vâng. Hoặc là nó cũng gọi là BS cộng. Tức là cái S có nghĩa là satellite á, satellite cái vùng đầu của cánh ngắn, B là cánh ngắn, BS nó cộng, tức là nó dài ra. Thì thường chị sẽ hay gặp cái đó. Tôi nói hơi dài dòng tí để mình hiểu lý do tại sao mình có lo lắng hay không, lo lắng để có cơ sở. Thường thường cái dùng H cộng á, hoặc cái dùng satellite á, dùng S cộng á, là cái vùng đó không có chứa gen. Không có chứa gen là đối với cái kiến thức hiện nay chúng ta biết nha. Còn mấy mốt không biết là có hay không thì mình chưa biết, nhưng mà đến nay người ta thấy rằng cái vùng H cộng là cái vùng nó co rút mạnh và nó không có chứa gen, không có chứa gen hoạt động đó. Và người ta nghiên cứu rằng thấy là ở những người bình thường, thậm chí là những người sinh đẻ bình thường, những người không có dị tật bẩm sinh gì hết, thậm chí trong cùng một gia đình cha hoặc mẹ có và con cũng có cái đó và hoàn toàn bình thường, không có bệnh lý gì đó, người ta thấy như thế. Đồng thời cũng có nghiên cứu là những cái người sảy thai á là cũng thường hay có cái H cộng đó hoặc là BS cộng đó. Cái lý do là như vậy nè, cái người bình thường ta đâu có đi xét nghiệm, mà chỉ khi nào người ta có sảy thai á người ta đi xét nghiệm, thì tần số những người mà đi xét nghiệm do sảy thai nó sẽ nhiều hơn tần số những người bình thường đi xét nghiệm. Thế cho nên ta thấy thường cái người sảy thai liên tiếp và người hiếm muộn hay có cái dấu hiệu đó hơn là những người bình thường. Vâng, nhưng về xét nghiệm về mặt ý nghĩa lâm sàng và ý nghĩa thống kê hiện nay chưa có khẳng định. Vâng, em hỏi một câu nữa. Có một bệnh nhân thì bệnh nhân làm IVF và bệnh nhân đã làm xét nghiệm tiền phôi rồi thì kết quả cho rằng là bình thường. Nhưng mà khi đến tầm 20 tuần thì bệnh nhân phát hiện rồi thấy thai nhỏ hơn tuổi thai và cái sưng hùi nó ngắn hơn bình thường ạ. Thì ở trong trường hợp này thì theo thầy là em có cần nên tư vấn cho bệnh nhân làm cái chọc ối, làm CNV nữa hay không, hay là mình vẫn căn cứ với kết quả làm cái sàng lọc tiền phôi bình thường đấy để tư vấn cho bệnh nhân thôi ạ? Cái xét nghiệm sàng lọc mà di truyền trước làm tổ, tức là BGS á, hay là hiện nay nó có gọi là BGTA á. Cái mục đích nó chỉ sàng lọc là bộ nhiễm sắc thể ở giai đoạn trước cái phôi để chọn ra,
và chuyển vào tử cung thôi. Và hiện cái xét nghiệm đấy chỉ coi như là xét nghiệm sàng lọc thôi. Và khi đã có cái phôi đó đậu thai và phát triển thì vẫn phải thực hiện toàn bộ cái quy trình chăm sóc trước sinh, khám thai như một cái thai, vẫn làm double test, nghĩa là double test và các cái vẫn làm bình thường, vẫn phải làm double test, vẫn phải siêu âm hình thái học như một cái thai bình thường khác. Thì nhưng mà hiện nay vì cái ưu điểm của xét nghiệm NIPT nó vượt trội so với xét nghiệm double test đó, thì người ta khuyên là đối với những cái trường hợp cái thai nó có thai quý này, tức là khai khó khăn lắm mới có, thì nên làm cái NIPT kiểm tra. Rồi trong cái trường hợp này, cái thai này đã có cái xương đùi ngắn, phải không? Xương đùi ngắn hơn bình thường. Thì hoặc là không có xương đùi ngắn mà là có một cái dị tật bẩm sinh khác đi nữa, dị tật bẩm sinh tim vân vân, thì vẫn phải có quy trình khác, thì cũng có thể là tư vấn để chọc ối để làm chẩn đoán xác định. Và trong cái trường hợp này chúng ta nên làm kỹ thuật array CCH để phân biệt, phải khảo sát nó chi tiết hơn. Dạ. Em cảm ơn thầy ạ. Mời các anh chị em khác ạ. Dạ, nếu như không có câu hỏi gì thêm thì tại tôi tìm xem có ai nhắn tin chat qua đây, mà tôi tìm hoài tôi không biết cách chat. Ngố. Đây nè, hình như là có chat, không biết làm sao, coi đây. Trong cái chat không có câu hỏi thì ơi. Không có hả? Rồi, vậy mừng quá. Cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Chúc anh chị buổi chiều vui vẻ. Em có thể khi nào mà có vấn đề gì bọn em có thể gửi mail để nhờ thầy tư vấn đúng không ạ? Được, tôi rất là vui vẻ giúp các anh chị. Các anh chị có thể xem ở cái slide cuối cùng. Hoặc Vâng, bọn em sẽ xem lại ở slide cuối cùng. Đây. Vâng, cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn các anh chị. Cảm ơn thầy ạ. Chào anh chị ạ.